Thank you.
Minsu rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn khán giả thân thương của Heineken ngày hôm nay. Chúng ta đang cùng quay trở lại với chuỗi chương trình livestream cùng với Heineken, và đặc biệt là chủ đề của chương trình rất là phù hợp với những ngày cuối năm này với tên gọi Đón Lễ Hội Kỳ Diệu. Wow, rất là vui ha. Khi mà một tuần trôi qua thì Minsu tin chắc rằng là tuần vừa rồi chúng ta đã chia sẻ với nhau rất là nhiều những tấm thiệp của quý vị khán giả, đặc biệt hơn hết là trao cho nhau những món quà thật là hấp dẫn đến từ chương trình này. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại đây trên fanpage chính thức của Heineken Việt Nam, và chúng tôi cũng đang livestream trực tiếp cùng với tất cả mọi người. Và tuần này, như thường lệ, chúng tôi đang phát sóng trực tiếp nữa trên fanpage của Year One, Phở và ứng dụng của Shopee. Và hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ tương tác, share thật là nhiều đường link này, thả tim thật là nhiều cho MC Minsu, những vị khách mời đặc biệt của chương trình, và tương tác cùng với chúng tôi để nhận quà khủng nhé. Và mỗi tuần thì chúng tôi sẽ có 2022 món quà trao tay cho chính tất cả các bạn khách hàng của Heineken. Quá tuyệt vời đúng không nào? Ok, và chúng ta quay trở lại khung giờ quen thuộc của chương trình. Chúng tôi sẽ luôn luôn có nhiều những cái mini game nhỏ cho tất cả các bạn khán giả để tham gia cùng với chúng tôi. Và đặc biệt trên livestream này, như thường lệ, tuần này cũng sẽ có bình luận hay nhận ngay may mắn và món quà đặc biệt để tất cả chúng ta có thể tham gia vào may mắn trúng thưởng, đó chính là hai chiếc điện thoại iPhone 13 Pro 1T. Đặc biệt những ngày cuối năm rồi quý vị, cho nên là phải trao quà thật là nhiều cho chính tất cả các bạn khán giả của Heineken. Cho nên là cái khoảnh khắc này ngày hôm nay chúng tôi có kèm theo nữa 4 chiếc loa. Dạ, một chiếc có 12 triệu thôi, với thương hiệu là Hartmann Cardon, dành cho 4 vị may mắn nữa sẽ quay số ngẫu nhiên khi tham gia vào bình luận hay những ngày may mắn luôn nha. Và chúng tôi đã mở cái livestream này trước đó 30 phút để cho chính tất cả các bạn khán giả tương tác cùng với chúng tôi, comment ở phía dưới đường link này. Thứ nhất, đó chính là ước nguyện của mình. Thứ hai là lý do vì sao mình mong muốn thực hiện ước nguyện này cho một ai đó. Dạ, đặc biệt hơn hết là các bạn phải nhớ hai cái hashtag nha. Hashtag Heineken và hashtag Đón Lễ Hội Kỳ Diệu. Tag ba người bạn của mình vô, thế là hợp lệ. Chúc cho tất cả các bạn sẽ là chủ nhân của chiếc điện thoại iPhone 13 Pro 1T ngày hôm nay, và cả 4 chiếc loa nữa chứ. Ok, và ngày hôm nay thì chúng ta có rất là nhiều thông tin thú vị hấp dẫn dành cho tất cả mọi người. Nhưng trước khi đó, mình sẽ muốn công bố những người bạn đã tham gia mini game ở tuần trước, đó chính là đoán nghệ sĩ bí ẩn tuần này xuất hiện là ai. Chúng tôi đã có thêm một cái mini game nhỏ trên fanpage chính thức của Heineken Việt Nam nữa. Cho nên tuần này các bạn đã lựa chọn hoàn toàn chính xác đáp án, rất may mắn với sự lựa chọn ngẫu nhiên của Heineken. Thì Minsu sẽ được thông báo 25 bạn dự đoán chính xác nghệ sĩ khách mời tuần này tham gia là Ninh Dương Lan Ngọc. Dạ, chúc mừng các bạn nhé. Và 25 bạn dự đoán hoàn toàn chính xác Thúy Ngân sẽ là người xuất hiện trong chương trình tuần này luôn. Tiếp tục, dạ. Tổng cộng là 50 bạn đúng không ạ? Và chúng ta sẽ công bố cái danh sách 50 người bạn này ở dưới đường link của livestream luôn. Và các bạn hãy theo dõi ở phía dưới comment nhé, để xem tên của mình là ai, ở đâu, để chúng ta có thể liên hệ cùng với Heineken để nhận quà. Và các bạn đã nhận được món quà thưởng là tận hưởng cùng Heineken, mỗi giải là một thùng Heineken 24 lon. À, tùy loại mà các bạn sẽ lựa chọn nhé. Và hãy liên hệ cùng với ban tổ chức. Chúc mừng các bạn. Yeah, phần đầu tiên quá vui rồi, chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Dạ, hành trình ngày hôm nay trải qua rất nhiều điều thú vị, và không để mọi người chờ lâu nữa, mình sẽ được giới thiệu đến với tất cả mọi người vị khách mời đặc biệt của chương trình tuần này. Không phải là một mà là hai cô gái rất xinh đẹp gặp gỡ Minh Xu và diện kiến tất cả quý vị khán giả. Xin mời Lan Ngọc và Thiên Ngân. Wow, Thiên Ngân, vô đây, vô đây. Cái gì vậy hả? Cái gì? Đi ra đây. Chị Ngọc tới chưa? Chị Ngọc tới chưa? Ngọc chưa tới. Đúng rồi, sao mà tới được? Em tới sớm là em giỏi rồi, chắc là Ngọc sắp tới phải không Ngọc ơi? Dạ không phải, không phải, không phải. Hả? Hôm nay em nghe nói là mình nhận được rất là nhiều quà khi mà đến chương trình đúng không anh? Chính xác em, 2022 món quà lận. Nên em đã qua nhà chị Ngọc. Ờ dạ. Và em đã khóa chị Ngọc ở nhà. Hả? Khóa chị Ngọc ở nhà? Khóa chị Ngọc ở nhà rồi. Khóa cửa luôn. Dạ đúng rồi, nên chị Ngọc làm sao mà tới đây được. Hôm nay chỉ có một mình em thôi. Em sẽ ôm hết tất cả những món quà về. Tuyệt vời quá. Nhưng mà Ngọc có dặn dò em là trao quà cho các bạn khán giả chưa? Ủa đâu, chị nói là em được nhận hết mà. Ủa vậy hả? Ok, em sẽ được nhận hết tất cả những món quà này bằng tinh thần em nha. Thôi, nói vậy thôi. Yeah. Nhưng thật ra là hôm nay á, chị Ngọc chỉ có một công việc đột xuất. Cách đây 30 phút thôi anh. Yeah. Nên chị không đến được. Chị có nhờ em là hôm nay đến đây nhận quà và trao cho các bạn. Nên hôm nay chỉ có hai anh em mình thôi. Tuyệt vời luôn, thôi cũng được. Thôi ngày hôm nay thì Thúy Ngân cũng đã xuất hiện cùng với Minh Sù rồi. Cảm ơn em. Và ngày hôm nay quá là lộng lẫy ngang. Xoay vào coi. Trời ơi, như bà chú Xuân. Bà chú Xuân à? Thường ta nói bà chú Tuyết thì Noel cũng đã qua thì
Nếu như mà ok thôi được rồi, anh sửa lại là... rồi. À, bà nàng xuân. Sao? Anh bỏ chữ bà đúng không? Bỏ chữ bà đúng không? Ok, là là hai. Cô gái. Cô gái nàng xuân. Dạ. Ngờ, vô nhà chơi. Trời ơi, dạ. Muốn ngồi đâu ngồi? Ừ. Em ngồi đây nha. Ok là vui quá. Hôm nay chắc là Ngân tới với chương trình thì phải có cái cảm xúc đầu tiên đúng không? Dành cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Xin mời. À, là đầu tiên xin cho Thúy Ngân được gửi lời chúc sức khỏe, thật thật nhiều sức khỏe đến cho tất cả quý vị đang xem livestream cũng như là khán giả đang có mặt tại phim trường. Yeah. Thì thật ra thì Ngân rất là vui khi mà chúng ta đã cùng nhau chung tay á vượt qua một đại dịch như vậy để có ngày hôm nay livestream rất là hứng khởi đúng không anh? Chính xác là như vậy. Và chúng tôi đảm bảo mọi thứ thật là an toàn, thật là thoải mái và hy vọng rằng cái năng lượng này vui vẻ này sẽ lan tỏa đến với tất cả các bạn khán giả theo dõi livestream cùng với chúng tôi ngày hôm nay nữa. Dạ. Ok, anh hỏi nè, thật sự ra cuối năm ai cũng bận. Dạ. Anh biết hôm nay rất là phải cảm ơn Thúy Ngân vì đã đến với chương trình đồng hành cùng với anh. Cho hỏi nhỏ là những dịp cuối năm như thế này thì bên cạnh công việc ra nha, em có hay chuẩn bị những cái món quà gì đó để tặng cho những người mà em yêu thương nhất không? Dạ có chứ. Dạ. Năm nào cũng vậy, thì năm hết Tết đến thì ngoại trừ việc dọn dẹp nhà cửa đón Tết chung với gia đình đó thì Ngân hay được nhận quà và vì vậy Ngân cũng hay tặng quà lại cho mọi người á. Và khi mà mình được tặng quà, mình cảm giác mình rất là nôn nao vì một năm rồi mình làm việc chung với nhau chưa có dịp nào để bày tỏ cái sự cảm ơn đến mọi người á, thì cuối năm là cái dịp mà thích hợp nhất để mà mình gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người và các bạn đồng nghiệp đã làm việc chung với mình á. Dạ, anh nghĩ là quá là phù hợp luôn, bởi vì là giống như Ngân chia sẻ, vì Ngân thích nhận quà. Dạ. Và Ngân rất mong muốn tặng quà cho. Dạ. Mọi người. Và đúng như cái thông điệp của Heineken là một người bạn đồng hành cùng với mọi người thực hiện ước nguyện cho tất cả các bạn khách hàng khán giả của mình. Hôm nay là tuần thứ tư lên sóng livestream rồi và cái chuỗi chương trình của chúng tôi sẽ phát sóng cả 8 tuần lận. Wow. Dạ. Và người nhận á nhận được món quà của Heineken rồi, nhưng người gửi cũng nhận được món quà tương tự giống như vậy luôn. Tuyệt rồi, vời tuyệt không? Vời anh. Yeah. Và cái giá trị mà ước nguyện của những bạn khách hàng của Heineken được thực hiện đó có giá trị lên tới 100 triệu đồng một món quà. 100 triệu đồng một món quà. Yeah. Là mỗi lần mình tặng là hai người được nhận là tính ra tới 200 triệu. Chính xác. Và cứ mỗi tuần như thế thì chúng tôi sẽ tìm ra được 4 cặp may mắn nhất được Heineken thực hiện ước nguyện cho các bạn. Tổng con số là lên bao nhiêu ạ? 800 triệu đồng. Và bên cạnh đó còn có vô vàn những món quà nhỏ khác nữa dành cho tất cả mọi người. Em kêu gọi người nhà, khán giả đi. Dạ, kia không, chơi không. Em đã có bố trí sẵn ở nhà. Em ôi ôi. Một vàng nghe kiếp ngồi tuyệt để mà cùng săn quà hôm nay. Thì vì vậy các bạn ơi, hãy nhanh tay lên cùng nhau share livestream nè, cũng như like, comment ở bên dưới để mình có thật nhiều quà tặng nha. Tham gia cái bình luận hay những ngày may mắn. Xin phép dạ cho Ngân cũng cái được gì Ngân? Tham Thúy gia Ngân ơi, được. Em ơi. Dạ. Em cầm điện thoại là em muốn xem livestream đúng không ạ? Dạ không, em bình luận để em được quà đó anh. Ủa vậy hả? Ủa khách mời em nghe nói cũng được mà đúng không? Cũng được luôn, hôm nay là những ngày cuối năm mọi người cho nên là cứ thoải mái với nhau. Ok. Dạ. Cách thức vô cùng đơn giản thôi, Thúy Ngân giống như là một bạn khán giả nha. Dạ. Hôm nay mình vô tình mình lướt qua mình xem được cái livestream này, các bạn chỉ cần comment ở phía dưới đây, viết vào bình luận nè, vô cái đường link livestream em viết vô cái bình luận. À, thứ nhất là cái ước nguyện của mình là gì? Dạ. Dạ có một anh người yêu ạ. Ok, cái lý do là gì ạ? À, chống ế ạ. À, dạ không, mình không ế đâu ạ. Nhưng mà mình muốn ước như vậy để mà cho cha mình, phụ thân của mình được hài lòng á. Ok, hồi dạ. Dạ, chắc là bác trai nhà đang xem đúng không ạ? Dạ. Dạ, bác hãy yên tâm đi ạ. Chắc chắn là sau cái đêm nay Thúy Ngân sẽ có người nhắn tin tới tóc. Rồi, kèm theo đó là các bạn nhớ hashtag Heineken, hashtag đón lễ hội kỳ diệu nhá. Dạ. Và tag ba người bạn của mình vô. Dạ, thế là hợp lệ rồi. Và bây giờ, phần đầu tiên xin được chính thức bắt đầu bằng bằng Magic Hour. Yeah. Magic Hour là sao anh? Magic là giờ Hour kỳ diệu hả? Đúng rồi, Magic Hour là cái khoảng thời gian này nè, bên cạnh cái livestream của chúng ta đang trực tiếp ở trên fanpage của Heineken. Yeah. Thì trên website của chương trình đó chính là heineken.2022monquà.com.vn, chúng ta sẽ diễn ra Magic Hour. Các bạn sẽ lên đây tạo một cái tấm thiệp cho mình, hoặc là các bạn có thể tham gia nhiều những cái thông tin thú vị trên đó. Yeah. Thì các bạn sẽ có cơ hội trở thành một trong 111 người nhận được cái giải thưởng là tận hưởng cùng Heineken. Dạ. Chính ra là hôm nay nhiều quà lắm. Nhiều quà, anh. Em thấy không? Hôm nay làm sao? Quà, quà, cái tháp quà. Dạ, mọi thứ đều anh là quà. Chán quá à. Dạ, đợi anh xíu. Gì anh? Anh kiếm cái nơ anh thắt anh lại. À dạ không ạ. À. Món quà này thì không từ chối nhận ạ. À. Em sao á? Bao nhiêu người muốn nhận kìa. Không, em chưa thấy ạ. À. Ok, mà dạ là em chưa có nhu dạ cầu. Không ai muốn nhận em thì thôi, chắc chắn là tất cả các bạn khán giả sẽ muốn nhận bên giờ đúng không ạ? Hãy tương tác cùng với chúng tôi, chúc các bạn may mắn nhé. À, tham gia cái bình luận hay nhận ngay may mắn, chúng ta chỉ có 30 phút thôi. Đầu tiên sau khi chương trình mở màn ra
thì chúng tôi sẽ khép lại và quay số ngẫu nhiên ở phần cuối của chương trình. Chúc cho tất cả các bạn may mắn nhé. Hai chiếc điện thoại iPhone 13 Pro 1T lận đó. Yeah. Một chiếc là... Không. Ngân. Ủa, là sao sang, em... sang lên. Ok. À, dạ, hai chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max. Tặng ai ạ? 1T. Đúng, tặng cho quý vị khán giả. Tuyệt vời. Kèm theo đó là bốn cái loa gì ạ? Bốn loa trị giá bao nhiêu tiền? 12 triệu mấy. 12 triệu đồng mà chứ. Em nghe ra. Ở bên trong em có nghe rồi. Tuyệt vời đó. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với những điều tuyệt vời dành cho Thúy Ngân cũng như là tất cả quý vị khán giả ngày hôm nay nhé. À, em thích quà đúng không ạ? Dạ rất thích ạ. Thích quà đúng không ạ? Ok. Bây giờ mình sẽ mở bốn hộp quà. Mình mở bốn hộp quà. Đó. Có diễn giả đúng không? Đúng rồi. Dạ. Xin mời. Dạ, bốn quà xuất hiện. Em thích số mấy? Dạ em thích số 3. Thích số 3, anh sẽ mở số 1. Cảm ơn em. Ủa anh? Em, mình số 3 là vậy, còn số 1 là gì? Nó đâu có liên quan gì. Em có nghĩa là mình anh muốn là dùng mình bước, bước thang lên rồi. Phải bước số 1, xong bước lên số 2, bước lên số 3. Em hiểu rồi, món quà số 3 là món quà đặc biệt giá trị hơn đúng tuyệt không? Vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Để anh thắt cái nơi sẵn. Dạ không ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở cái hộp số 1 đầu tiên nha. Xin mời. Dạ. Em hồi hộp giùm khán giả luôn á anh. À, Thúy Ngân thân mến, trong chiếc hộp số 1 này chúng ta sẽ có tới 350 món quà. Dạ, và mỗi món quà sẽ là một voucher của GrabFood trị giá 100.000 đồng. Dạ. Bây giờ làm sao để có thể là săn được những món quà này đây? Dạ, các bạn lưu ý, chỉ cần làm theo những cái bước rất đơn giản. Đây là bí kíp săn quà của chương trình này mà Minh Xù đã được ekip tóm gọn, nó gọn nhất có thể lại đó, để cho tất cả các bạn tham gia cho nó nhanh ha. Rất đơn giản như thế này, sau khi mà Thúy Ngân hô khẩu lệnh 321 thì những cái mã voucher sẽ rơi xuống trên màn hình của mình. Dạ, các bạn chỉ cần nhớ cái mã voucher đó. Ví dụ như là bình thường tuần trước đi thì nó sẽ có HNK là Heineken Minh Sù. Dạ, thì các bạn chỉ cần nhớ HNK Minh Sù, đó chính là cái mã may mắn của các bạn. Các bạn chỉ cần sử dụng điện thoại smartphone của mình quét vào mã QR code ở trên màn hình luôn. Sau đó nó hiện ra một cái link, các bạn chỉ cần điền tất cả những thông tin đầy đủ của bản thân mình. Lưu ý, điền chính xác giúp em. Sai một con số là gửi lộn địa chỉ nha. Sai một ly là đi một dặm. Là đi luôn cái quà của mình nha. Ok là, rồi đơn giản như vậy thôi. Hoặc là ở dưới cái comment phía dưới chúng tôi cũng có ghim cái cách hướng dẫn để nhận quà cho tất cả các bạn rồi. Ngân, dạ. Hôm nay vừa xinh, vừa phải có những cái âm sắc. Đó, âm sắc nó tuyệt là... vời và may mắn cho tất cả các bạn khán giả. Đúng dạ, không? Vâng. Chỉ cần hô 3, 2, 1. Nhiệm vụ cao cả đúng không? Nhiệm vụ rất cao cả dạ. Tuyệt vời. 3, 2, 1 thôi em ạ. À, em chỉ 3, 2, 1 thôi hả? Chỉ có 3, 2, 1 thôi. Ủa, em muốn nhiều hơn. Không, em cũng hơi run quá, hơi okay, hồi hộp. Ok, không dạ, sao. Vâng. Em xin được khó hiểu nha. Vâng ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Yeah, anh đố em cái mã này là gì? Dạ mã HNK Minh Xù 30. Ủa không ạ, ban tổ chức ơi. Dạ, 30 là sao ạ? 30 gì ạ? 30 gì ạ? Ok, mình mới 20 cộng cộng nha. Anh đừng trên sóng truyền hình mình hãy thật lòng chút xíu khán giả. Thế thì không, Ngân, anh biết rồi, không phải 30 tuổi đâu, 30 là ngày hôm nay. May quá. Anh lo chứ bộ. Dạ, mọi người lưu ý, mã may mắn trong hộp quà thứ nhất là HNK Minh Xù 30, mọi người ha. Trời ơi, cơn mưa quà tặng luôn kìa anh ơi, thích và cơn mưa tươi mát tâm hồn. Đừng anh đừng. Ủa? Mình mục đích đến nay làm MC, mình đừng hát. Ok, vâng ạ, vâng. Các bạn ơi, lưu ý đổi quà ngay lập tức giúp Minh Xù nhé. Bởi vì là mỗi hộp quà chúng ta sẽ có rất là nhiều voucher như thế. Cho nên các bạn đổi ngay bây giờ. Thì một tí xíu hộp quà thứ hai các bạn lại đổi tiếp tục. Dạ vâng. Rồi, chúng ta sẽ có 3 phút. Nhưng mà nãy giờ hai anh em mình vui quá, mất hết 1 phút rồi. Dạ, còn 2 phút thôi. Anh mình cho khán giả tập trung lưu cái mã QR code đi. Em nhắc lại cái cách đi. À, dạ, để em nhắc lại nha. Dạ. Thật ra rất là đơn giản, mọi người chỉ cần chụp lại cái mã QR code trên màn hình đang rơi xuống á, hoặc là mình nhớ, nếu mà mình có trí nhớ tốt thì mình hãy là nhớ gì? Lại. Đúng không anh? Là gì? Là HNK Minh Xù 30. Tuyệt vời. 30 có nghĩa ở đây là ngày 30 chứ không phải là anh Minh Xù 30 không tuổi. Không cần phải nói cái chuyện đó nữa. Anh Minh Xù bây giờ đã là U40 rồi. Phải nữa. Thì đừng không sao đâu anh. Sau đó thì sau đó thì chúng ta hãy vào đường link để mà chúng ta quẹt mã QR để mình đổi quà, hoặc là mình nhấn vào đường link ở bên dưới mà chương trình đã comment và ghi lên hàng đầu rồi á, để mình xác nhận mình là chủ nhân của món quà đó. Rất là đơn giản. Vì vậy khán giả ơi, hãy cùng share và like hoặc là comment cái livestream này nha. Săn quà rất là dễ, chỉ cần là mình làm thêm mấy bước đó thôi. Đúng thiệt không á, nghe trao quà vui mà trong lòng tôi sốn sang á. Thiệt á,
cái gì mà cứ 30 tuổi. Ngân ơi, Ngân ơi, Lan làm gì vậy? À, em đang... Em muốn nhận quà của chương trình. Dạ, một trong số 350 người nhận voucher của Rap Food à. 50 ngàn à, 100 ngàn à. Không, thật ra món quà cuối cùng em đang đợi là một món quà khác. Đó là... À không, không phải, không phải anh, không phải anh, em từ chối nhận quà. Dạ, thôi, bây giờ mình sẽ chờ đợi xem là còn bao nhiêu giây, bao nhiêu phút nữa. Dạ, chỉ còn 20 giây thôi, mọi người săn thật là nhiều giúp em nhá. Ok, rất đơn giản thôi, khi xem livestream này cũng như là vẫn tham gia vào Magic Hour của chúng tôi trên website của Heineken.2022monquà.com.vn thì các bạn sẽ nhận được vô vàn những quà may mắn, bất ngờ, hấp dẫn. Và bây giờ sẽ là 10 giây cuối cùng. 9 8 7, 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Yeah, và hộp quà đầu tiên của chúng tôi xin phép được đóng lại. Nhưng mà thực sự ra thì chỉ cần các bạn nhớ cái mã này thì vừa xem livestream cùng với Minh Sù và Thúy Ngân thì các bạn vẫn có thể tiếp tục đổi quà được nha mọi người nha. Ok, và Ngân ơi, thật sự ra là đến đây không có gì ngoài quà em ạ. Thật á anh? Thật sự là như vậy. Là mình tổng cộng là bao nhiêu món quà anh? Anh không đếm nổi. Thật sự, tổng cộng nha. Chương trình có đưa ra một cái con số trong ngày trong năm 2022 là 2022 món quà luôn. Và rất tuyệt vời. Nhưng bên cạnh đó hôm nay cũng vậy, là trên Shopee của chúng tôi cũng có rất là nhiều các bạn khán giả theo dõi chương trình của Heineken Đón Lễ Hội Kỳ Diệu, cho nên là chúng tôi lại ưu đãi thêm 150 cái voucher 100.000 đồng nữa dành cho tất cả các bạn khán giả đang theo dõi trên Shopee để mà săn sale tiếp. Trời ơi, vậy thì nãy giờ ai chưa có săn được ở bên này thì mình qua bên, qua bên kia mình săn tiếp, đúng không? Đó, đúng rồi. Và các bạn lưu ý nha, khi mà Thúy Ngân lại hô khẩu lệnh là 321 là nó lại rơi. Dạ. Ok, ở bên đây là cơn mưa, còn bên kia là cơn bão nha. Cơn bão, em phải làm sao nó như một cơn bão lên. Mình phải mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ dữ dội hơn, đúng không? Đúng anh? Rồi, được. Chúng rồi, mình nè, em lên nào. Thế xin được không khẩu hiệu ạ. Mời em. 3 2 1 bắt đầu. Tuyệt vời. Yeah, okay. Trời, em vui quá, hôm nay được trao quà cho mọi người đó anh. Em thấy không, giống như cái việc là hả, mình là một người bạn nữa của Heineken. Song song đó mình là trung gian thôi, mình trao quà nhưng mình vẫn cảm thấy rất là vui. Dạ, 4 tuần trôi qua anh cảm thấy rất là happy luôn, rất là vui luôn khi mà có rất là đông các bạn khán giả nhận được quà của chương trình. Dạ, và vâng, khi mà các bạn nhận được quà nhá, các bạn còn chia sẻ niềm vui đó cùng với bọn anh nữa trên cái đường link của chương trình. Dạ, quá đã luôn. Những cái điều ước của mình, đúng không anh? Chính xác, nhắc tới điều ước. Dạ, cái này là một cái điều mà Minh Sù cảm thấy rất là thích và ý nghĩa của chương trình này luôn. Cứ mỗi tuần thì chương trình sẽ lựa chọn ra 4 cặp may mắn được Heineken thực hiện điều ước của mình. Và người gửi cả người nhận cũng sẽ nhận được món quà tương tự như vậy luôn. Dạ. Và cách thức tham gia thì vô cùng đơn giản thôi. Xin được bật mí cho Thúy Ngân nha. Tuần này á, mình không tham gia được tại vì đã đóng cổng rồi. Dạ. Đóng cổng rồi. Thì bây giờ anh sẽ thông báo với em để em chơi. Ráng đi. Bây giờ em gửi cho anh. Em gửi cho anh xong cái anh gửi cho em. Đúng không? Được. Là mình được tới 4 món quà luôn. 4 món quà nhưng mà hy hữu lắm em, không có đâu. Rồi, các bạn khán giả thân mến, nếu như tuần này chúng ta chưa có cơ hội tham gia, hãy tham gia cùng với chúng tôi ngay bây giờ nhé. Cách thức Minh Sù sẽ được bật mí cho mọi người luôn. Bước 1, các bạn chỉ cần truy cập vào website heineken.2022monquà.com.vn. Bước 2 là các bạn phải xác nhận cho chúng tôi là trên 18 tuổi để tiếp tục tham gia chương trình nhé. Và các bạn có thể đăng nhập website bằng tài khoản của Google hoặc là Facebook. Bước 3, tạo cái tấm thiệp mừng của mình với một món quà tặng mà mình mong muốn, bất kỳ món quà nào cũng được, và kèm theo cái lý do gửi quà cho cái người nhận nha. Có thể nói rằng là cách thức vô cùng đơn giản, các bạn có thể giới hạn ở trong số là 100 triệu đồng mọi người ha. Và bước 4, chia sẻ thiệp mừng trên trang Facebook cá nhân của mình. Bước 5, cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của người tạo thiệp và cả người nhận thiệp luôn, để ban tổ chức của chúng tôi sẽ tiến hành trao thưởng đến với cái người tạo thiệp trúng giải. Dạ, thông tin cá nhân ở bước này thì các bạn lưu ý là chúng ta phải điền thật là chính xác mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và cuối cùng thôi, bước 6, ban tổ chức sẽ gửi lại cho các bạn một cái mã dự thưởng tự động từ hệ thống đến email của người đã đăng ký khi mà chúng ta tạo thiệp đó. Vậy là xong rồi. Dạ, các bạn có thể là chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình, Messenger hoặc là Zalo vân vân, và các loại mạng khác cũng được, để có thể là lan tỏa những cái điều kỳ diệu này đến với rất là đông các bạn khán giả, đặc biệt là những người mà chúng ta yêu thương nhất. Yeah. Ok rồi, không chỉ có 4 điều ước đâu, hàng tuần thì Heineken còn có vô số quà tặng dành cho tất cả mọi người. Chỉ cần một người gửi quà
là niềm vui sẽ tới hai người. Được rồi đúng không anh? Đó vậy thôi. Sao nè Ngân nè, em muốn có nói gì anh không nè? Anh ơi, em muốn biết nãy giờ em nghe nói rất là nhiều quà tặng rồi. Nhưng mà em không biết thời gian nào hợp lệ hết đó. Đây, dạ, nếu như tuần này chúng ta bắt đầu tham gia vào thực hiện ước cùng Heineken nhá, thì 0 giờ tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu hợp lệ với những cái tấm thiệp của các bạn. 0 giờ tối ngày hôm nay cho tới 0 giờ tối tuần sau, thứ năm tuần sau thì các bạn sẽ nhận được cái mã dự thưởng hợp lệ của chương trình. Dạ. Chúng ta chỉ có một tuần thôi. Cho là tuần sau đúng không? Còn, tuần sau. Còn tuần này mình đang nêu giải thưởng ra là của tuần rồi đúng không? Đúng rồi, để sao chỗ. Quá tuyệt giỏi vời luôn Thúy Ngân. Không có gì nữa, anh tặng quà cho em bây giờ luôn á. Dạ em rất muốn luôn, giờ sao anh? Anh đợi xíu, nãy giờ kiếm cái nô. Dạ không à, món quà em cần là món quà khác ạ. Ok, các bạn thân mến, hãy cùng với Minh Sù và Thúy Ngân ngày hôm nay. Thúy Ngân không muốn mở quà Minh Sù thì thôi, Minh Sù xin được nhờ Thúy Ngân. Dạ, đến với một cái vòng xoay may mắn của chương trình này để có thể tìm ra được hai cặp đầu tiên may mắn nhận được cái giải là Make Wish Come True. Điều ước ký hiệu cùng Heineken nhé. Dạ vâng. Ok, xin mời em nhìn vào màn hình nè. Rồi, màn hình sẽ hiện ra một cái bảng danh sách. Dạ, trong đó thì có rất là nhiều những cái mã dự thưởng từ tuần trước rồi. Chúng tôi sẽ bắt đầu quay số ngẫu nhiên bây giờ. Xin mời. Trước tiên là hai nha. Bây giờ trước hai món quà đúng hai, không anh? Hai món quà. Rồi. Bây giờ mình sẽ ra hiệu lệnh nha. Hiệu lệnh nha. Vòng quay bắt đầu. Là quay đi ạ. Lên. Trời chị em ngon quá không biết là chị nào muốn dừng thì dừng. Chị nào muốn dừng cũng được đúng không? Ok. Dừng ạ. Dừng à. Hey. Dạ không. Những con số bắt đầu dừng lại rồi. Và chủ nhân của con số đầu tiên là xin được chúc mừng. Trời, chúc người gửi là bạn. Ai ạ? Chúc mừng bạn Đông NV gửi cho Nguyễn Thị Hạnh. Rồi bạn ơi, điều ước, điều rất ước, là may mắn. Điều ước, đọc điều ước mà anh. Của Đông gửi tới vợ là laptop trở thành sự thật vì quà kỷ niệm một năm mình của nhau. Trời ơi, em thấy chưa? Quá. Trời ơi, mới vô chương trình cái sự may mắn này á, nó làm tự nhiên cái trong tỏa đến mọi người bà Thúy Ngân bị xúc động á. Dạ. Xúc động ở đây là bình thường á nha. Cái này nói thiệt là các chị em phụ nữ hay nói là đàn ông tụi tôi á vô tâm, là vô tâm, là không có để ý, không quan sát, không có đâu. Thực sự ra thì có, nhưng mà tại vì chắc có thể là do bận rộn công việc thôi, đúng và không anh? Đặc biệt là chưa có dịp. Chúc mừng cho anh Đông nè, gửi tặng cho chị Hằng nè ở chị nhà Hạnh. Và chị Hạnh á, dạ vâng, chúc mừng anh Đông đã tặng cho chị Hạnh chị nhà một chiếc laptop, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Và anh Đông ơi, chị nhà nhận được laptop thì anh Đông cũng nhận chiếc laptop tương tự. Chúc mừng hai vợ chồng nha. Xịn quá. Rồi, hạnh phúc nữa nha. Và ví dụ mới còn năm đúng không? Kỷ niệm ngày cưới đúng không? Dạ, năm mới rồi. Có baby đi. Đúng không? Món quà lớn. Nhân đôi luôn đúng không? Món quà cực kỳ lớn luôn. Dạ, chúc mừng anh chị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng quay thứ hai. Lên. Ngân. Vòng xoay bắt đầu. Woohoo. Yeah. Hay quá, tự nhiên hôm nay thấy giọng Ngân hay vậy sợ luôn á. Thánh khó tùy đúng không? Mà nó may mắn nó hơn á. Cảm thấy lọc lá vui vẻ. Tuyệt vời, màu xanh nữa em, lọc lá quá rồi. Dừng chưa? Dạ dừng. Anh quên nhắc em. Dạ, con số dừng lại là xin được chúc mừng. Xin người chúc gửi mừng. Là người gửi là Nguyễn Lê Cao Duy gửi cho Phạm Văn Điệp. Qua điều ước của Cao Duy gửi tới Văn Điệp là một iPhone và một iPad đã trở thành sự thật vì con biết ơn ba đã chăm sóc công chúa bé giúp. Giúp con. À, công chúa bé giúp con. Có nghĩa là sao ta? À, khoan từ từ. Có nghĩa là cậu con trai lớn ở trong nhà gửi tặng cho ba, bởi vì thường là ông bà hay thích chăm cháu lắm. Dạ, đúng rồi. Thì cho nên là cậu bạn ở trong nhà này muốn gửi tặng cho ba chiếc iPhone và một cái iPad nữa hả? Wow, đúng quá. Đúng, bên cạnh xúc động anh thấy là nó rất là hợp lý. Vì sao? Vì lỡ ước thì ước cho tới bên. Đúng một không? Một iPhone và một iPad luôn. Đúng, nếu mà được thì anh nghĩ là iPhone, iPad, laptop ước hết. Dạ đúng rồi. Miễn sao mình chẳng có 100 chịu. Triệu luôn mà. Đúng, dạ. Và khi mà người nhận là bác trai ở nhà nhận được thì cậu con trai ở nhà cũng sẽ nhận được một món quà tương tự. Chúc mừng hai bố con, chúc mừng gia đình nhà mình. Dạ. Tuyệt vời quá. Tuyệt vời không em? Em thấy không? Cuối năm mà cái tình cảm gia đình như thế này thì vô cùng ấm áp. Thiệt á, em thấy là một năm mình bận rộn lo việc này kia. Nãy giờ nào là vợ tặng, chồng tặng vợ nè, rồi tới hả?
con tặng cho ba. Đúng bây rồi. Giờ là nãy giờ gia đình không ạ? Tuyệt vời. Cuối năm mình được yêu thương nhau. Chính xác. Em ơi bây giờ còn có 5 phút nữa thôi là chúng ta sẽ đóng cái cổng bình luận hay những em may mắn. Em kêu gọi các bạn khán giả thêm bình luận ở phía dưới. Các bạn ơi, để có thêm được quà tặng không phải chỉ là 4 món quà này đâu mà chúng ta có rất là nhiều món quà ở sau đó nữa. Thì mọi người hãy cùng like và share livestream này, bình luận ở bên dưới để chúng ta có thật nhiều quà nha. Nhớ là ghi những cái lời ước và những cái tâm nguyện, những cái điều ước của mình trong năm mới để mà điều ước đó được thành hiện thực. Đúng rồi, nhớ là hai hashtag nữa nha các bạn nha. Hashtag Heineken và hashtag đón lễ hội kỳ diệu, tag 3 người bạn của mình vô, thế là hợp lệ. Chúc các bạn may mắn nha. Chỉ còn 5 phút nữa thôi, nhanh tay lên. Ok. Và bên song song đó thì chúng ta vẫn còn Magic Hour nha. Các bạn cứ tiếp tục tham gia cùng với chúng tôi. Và bây giờ thật sự phải nói thì sau khi mà chúng ta ngồi ở đây, chúng ta có mặt ở đây là những cái điều may mắn nhất, đúng không? Ở ngoài kia Minh Sù tin chắc rằng là sẽ có nhiều người khó khăn hơn mình nè. Cho nên là cũng nắm cái tinh thần đó, Heineken của chúng tôi cũng mong muốn là lan tỏa nhiều quà tặng nhất có thể đến với tất cả mọi người để chúng ta có nhiều những nụ cười, những cái sự ấm áp, những sự may mắn ở trong năm mới dành cho tất cả các bạn khán giả nữa. Vậy thì đối với em nha, cái món quà mà Ngân tặng cho một ai đó Ngân nhớ nhất là món quà gì trong những cái ngày lễ hội cuối năm á? Lễ hội cuối năm thì thật ra Ngân tặng rất là nhiều món quà. Nhưng mà Ngân nghĩ là nếu như sắp tới đây thì Ngân có mong muốn được tặng cho mẹ mình một cái món quà mà Ngân nghĩ là rất là phù hợp và rất là thiết thực. Đó chính là một cái máy microwave mà vừa có chức năng nướng nè, vừa hâm đồ ăn, vừa đã đông luôn. Tại lúc trước là chỉ có hâm đồ ăn thôi. Thì bây giờ để cho mẹ có thể có cơ hội làm được những cái món mẹ thích cho gia đình. Dễ thương. Mà anh thấy là phù hợp á Ngân. Tại vì thật sự ra là ngày cuối năm, năm nay là Tết sớm, cho nên chỉ còn khoảng 1 tháng 1 ngày nữa thôi cũng đã đến mùng 1 Tết rồi. Cho nên là anh nghĩ là món quà này để giúp cho gia đình của mình sẽ tiết kiệm được thời gian hơn. Đó, tại vì tủ lạnh nhà mình chắc chắn sẽ đầy ắp luôn. Khi mà Tết đến thì đối với những người lớn, ba mẹ anh cũng vậy, sẽ luôn luôn chuẩn bị cái tủ lạnh nó căng cứng, không còn chỗ chứa luôn. Nào là thịt rồi, quá chừng kiểu rồi, dưa giá, bánh chưng, bánh tét, thịt kho, hộp vịt các nhưng kiểu. Nhưng có một món không thể thiếu. Đó là bia. Tiệc tùng mà mình phải có bia chứ đúng không? Tuyệt vời. Cho nên là anh tin là món quà của Ngân sẽ rất là hữu dụng cho mẹ và cho gia đình nhà mình nữa. Để tiết kiệm thời gian, khi mà mình hâm đồ ăn thật là nhanh thì mình sẽ có thời gian quay quần với nhau và tâm sự với nhau nhiều hơn. Comment vô. Còn anh sao? Tết năm nay anh chuẩn bị thì gì rồi? Thì đó, anh cũng ước có cái nhà mới. Ủa anh? Không, sao ước gì? Cái đó ước cá nhân thôi. Còn mà anh muốn ước cho một ai đó thì anh cũng thật sự phải nói là trong những cái giai đoạn này á, Minh Sụ nghĩ rằng là ước cho cái người gần mình nhất. Đó là, chính là gia đình. Đó chính là ai? Gia đình. Ngân. Ngân ơi, em ơi. Không, ý là em chỉ có một chút xíu thoáng nhẹ ra gần mình nhất thì em đang gần anh nhất đúng không ạ? Đúng, dạ Minh Sụ gần Ngân nhất. Nhưng mà mình đang nói chung vô mình tâm tư tình cảm bên trong của mình. Dạ. Em chồng thì anh thôi. Anh biết mà, nhưng mà trong thâm tâm em là nói thật. Các bạn thân mến, thật sự ra thì Minh Sù cũng có một chia sẻ dành cho tất cả mọi người. Đừng nghĩ đâu xa vời hết trơn á, chúng ta nên nghĩ tới những cái thứ gần mình nhất, những người gần mình nhất thì chắc chắn chúng ta sẽ trọn vẹn trong từng cái khoảnh khắc. Tại vì đôi khi mà nghĩ xa vời quá thì trong giai đoạn này đôi khi mà với cái giấc mộng quá cao thì đôi khi mình lại cảm thấy chưa có thật sự vui lắm. Cho nên thôi, hãy làm những điều nhỏ nhất một cách tinh tế nhất và bằng tấm lòng này tuyệt vời nhất thì chắc chắn nó sẽ vui hơn, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Ok, hôm nay Ngân có muốn gửi gì tới mọi người không? Thật ra là sau một cái năm dịch bệnh như thế này thì chúng ta đôi lúc mà mình nghĩ tới cái chuyện mà đơn giản nhất nhưng mà bây giờ nó trở thành khó khăn nhất, đó là sức khỏe của gia đình. Nên thành thử sau dịch xong thì em càng trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình và cũng như là sức khỏe của bố mẹ để mình có thể ở bên cạnh và yêu thương mọi người nhiều hơn á. Thì bây giờ lúc nào mà em rảnh rỗi là em chạy về nhà liền. Tuyệt vời. Em cũng hy vọng là khán giả cũng vậy, cũng có những bạn ở xa nhà nè, dịch bệnh không có về với gia đình mình được, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mua quà, tặng quà và viết những cái lời yêu thương ấm áp đến gia đình của mình. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Dạ. Các bạn thân mến, chúng ta chỉ còn lại một ít giây thôi để khép lại cái cổng hoạt động của bình luận hay nhận ngay may mắn ngày hôm nay. 10 giây. 9 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Hết giờ. Dạ, xin phép bọn em là đóng cái cổng này lại nha. Và những ai đã bắt đầu tham gia chương trình từ 30 phút đầu tiên khi chương trình lên sóng và 30 phút sau khi Minh Sù gặp gỡ Thúy Ngân, là một tiếng đồng hồ vừa qua, các bạn đã tham gia cùng với chúng tôi rồi, thì các bạn hãy chờ đợi đến cuối chương trình để có thể là vòng quay may mắn là hai chiếc iPhone 13 Pro 1T cùng với 4 chiếc loa Harman 12 triệu đồng mỗi chiếc dành cho tất cả mọi người luôn nha. Rồi, còn bây giờ thì Ngân. Dạ, em có chia sẻ chút xíu là lúc nãy em cũng có bình luận á anh. Sao mà mình có thể hỏi là mình có thể biết được kết quả không ạ? Em ạ, em ơi. Dạ. Chương trình thì công bằng. Ồ vậy hả? Mình quay số là ngẫu nhiên. À dạ. Em chỉ hỏi vậy thôi chứ em không có ý gì hết. Vậy em là biết mà. Vậy là hôm nay em tới là cũng có người nhà trong đây hả? Dạ, có gửi gắm. Có gửi gắm ạ. Nhưng mà nếu như mà nãy giờ mà không có đọc tên Ngân, nếu như mà khúc cuối mà Ngân không được nhận quà là Ngân biết rồi. Anh thấy là cái nụ cười nó hơi gượng gượng ha. Dạ. Ok, không sao cả. Em ạ, không nhận quà lớn thì mình nhận quà nhỏ. Ok. Muốn nhận quà tiếp không? Dạ có chứ. Anh mở ra một cái game nữa cho em chơi. Game gì vậy anh? Cái này em có thể chơi cùng với tất cả các bạn khán giả luôn. Đồng ý chưa? Đồng ý ạ. Rồi, đây là một cái mini game rất là dễ thương. Tuần trước các bạn đã dự đoán Thúy Ngân tham gia vào chương trình tuần này là đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mở ra cho các bạn những gợi ý để cho các bạn khán giả sẽ dự đoán xem nghệ sĩ, ngôi sao bí ẩn đã sẽ tham gia chương trình là ai. Dạ, tuần sau cho tuần sau. Tuần sau, tuần sau. Dạ, đồng ý. Rồi, bây giờ em có... Rất là đơn giản, em là công chúa thử thách mà, anh muốn thử thách gì à, em chịu hết. Hay, được. Quý vị, chúng tôi sẽ có 3 cái gợi ý dành cho tất cả mọi người ngay từ giây phút này cho tới cuối chương trình luôn. Sẽ trải dài qua từng khoảnh khắc, cho nên là mọi người hãy theo dõi thật là kỹ để nắm được 3 cái gợi ý, 3 cái hint này để chúng ta có thể là dự đoán chính xác để nhận quà của chương trình. Là cái giải tận hưởng của Heineken là 2 thùng bia, 24 lon Heineken. Bất đủ, kỳ. Bất kỳ luôn. Dạ. Bây giờ có Silver, hoặc là có Original, hoặc là có 0.0. 0.0 này là đang rất là được chuộng luôn nha. Em nghĩ là rất thích hợp với các bạn nữ luôn á. Chính xác. Và các bạn văn phòng là cũng party thoải mái vào buổi trưa luôn. Tại công ty vẫn uống được. Dạ, những ai mà sợ cái mặt của mình đỏ ửng lên khi mà mình uống bia thì các bạn hãy sử dụng cái này. Heineken 0.0 nha mọi người ơi. Dạ. Và cách thức thì vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần comment ở phía dưới cái tên nghệ sĩ tham gia vào tuần sau là ai, kèm theo hashtag 2022 món quà, kèm theo một con số may mắn ngẫu nhiên. Dạ. Con số may mắn ngẫu nhiên là... Bây giờ phải có giới hạn. Dạ. Từ 0 cho tới 999. 9999, 4 chữ số. Miễn sao là mình từ số 0 cho đến số 9 mình điền số bất kỳ nào cho được 4 số thôi là được đúng không? Đúng rồi, là 4 chữ số nha. À, ví dụ giống như em thích 123. Không, không được, 1234. À, 1234. 123, 123 cũng được. Là 0123 thì được. 0123, chính xác là như vậy. Anh thích số 8888. Anh thích 888 là phát đó. Phát. Dạ. Giống như là phát. Nhưng mà dễ quá, mấy con số đó sẽ bị trùng. Mình phải kiếm số khó cho mọi người không đoán được. Em ơi, cái này là may mắn ngẫu nhiên thôi em ơi. Thật sự, cái vòng quay lại tiếp tục là may mắn dành cho tất cả các bạn khán giả nhé. Hãy tham gia cùng với chúng tôi. Và bây giờ sẽ là cái gợi ý đầu tiên dành cho tất cả mọi người. Xin mời lên. Để xem chúng ta sẽ dự đoán gì nha. Đây là huấn luyện viên nhiều cuộc thi sắc đẹp. À, cái này gợi ý rất là cũng rõ ràng nhưng mà em thấy hơi rộng nha. Tại vì huấn luyện viên thì em thấy rất là nhiều nè. Nào là chị Xuân Lan nè, dạ. Võ Hoàng Yến chị nè. Chị Thanh Hằng. Chị Thanh Hằng nè. Ờ, trong khoảng thời gian vừa qua cũng có Hương Giang nữa. Đó, rất là nhiều. Rất Tú là nhiều. Luôn. Dạ, nhiều lắm. Nói chung thì có rất là nhiều nhưng mà cái hint đầu tiên mới đưa ra vậy thôi thì cũng đâu có biết được chính xác là ai đâu đúng dạ, không? Đúng rồi. Cho nên mình thôi. Có thể thu nhỏ hẹp hẹp lại chút xíu. Thu luôn nhỏ rồi. Hẹp lại đúng không? Dạ. Đợi chút nha, mình tiếp tục chương trình. Đúng không? Phải có cái gì đó để cho các bạn sẽ tương tác với chúng tôi chứ. Nếu như các bạn có một cái câu trả lời riêng cho bản thân mình, các bạn cũng có thể comment ngay bây giờ luôn, biết đâu nó hên. Chính xác luôn, từ giờ thì mình sẽ được tính luôn đúng không? Tính luôn ạ. Sau khi cái chương trình này, mini game này bắt đầu thì chúng ta sẽ tính luôn. Rồi, cách thức vô cùng đơn giản, comment ở phía dưới cái đường link livestream này, tên nghệ sĩ tham gia vào tuần sau, kèm theo đó hashtag 2022 món quà và một con số may mắn ngẫu nhiên có 4 chữ số nha, từ 0 cho tới 9999. À, ok. Dạ. Rồi bây giờ em lúc đầu anh có chia sẻ về cái Magic Hour, em nhớ cái đường link website này không? À, em nhớ chứ. Đó tại là... vì em rất muốn tham gia nhưng mà vì không tham gia được thôi chứ nếu mà em tham gia được em sẽ vô liền. Đó chính là Heineken. Chấm 2022 món quà .com.vn. Rất là dễ nhớ. Anh lại muốn tặng quà cho em nữa. Dạ, em lại không muốn nhận quà nữa. Anh tức ghê. Thôi, anh tặng cho em cái này. Đó. Vậy thì mình cũng phải cùng có một ly với nhau, một lon với nhau chứ ạ. Thôi, anh nghĩ là cái này á nó không có lạnh hiểu không? Rồi, nếu em muốn đây, lạnh thì có lạnh luôn. Tặng em luôn.
Anh ơi, cái này là em sai đó. Em sai hả? Dạ, anh đưa em về. Wow. Ấy vậy là điều ước của em đã thành hiện thực rồi. Thôi không uống nữa, để đây tí nữa uống sau. Nghe cái câu điều ước thành hiện thực anh sợ quá. Rồi quý vị thân mến, hiện nay là Magic Hour của chúng tôi thì vẫn đang còn được tiếp diễn. Sau khi cái livestream này kết thúc thì chương trình mới kết thúc mà thôi nha. Các bạn hãy nhanh tay lên tham gia cùng với chúng tôi, tạo ra những cái tấm thiệp thật là ý nghĩa nhé, để tặng cho những người mà các bạn yêu thương nhất. Và chúc cho tất cả các bạn sẽ là một trong số những người may mắn nhất, 111 người nhận được cái giải thưởng là tận hưởng cùng Heineken. Dạ, ok. Rồi, bây giờ mình đến phần tiếp theo. Trời anh ơi, em thấy năm nay Heineken làm lớn quá ha. Trời lớn. Vừa là tặng quà ở bên Maroosai nè. Dạ. Và vừa là trên livestream này luôn. Chính xác. Sắp nhiều tí quà. Xíu nữa, tí xíu nữa thì Minh Sùi sẽ được bật mí cho mọi người những cái món quà hấp dẫn nữa đến từ những buổi offline bên ngoài luôn. Trong những cái ngày lễ hội cuối năm này trải dài rất là nhiều thành phố khác nhau tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Việt Nam của chúng ta. Dạ, có nhiều địa điểm lắm, tí xíu nữa công bố sau. Còn bây giờ mình mở quà tiếp. À, dạ xin mời bốn món quà quay trở lại. Em. Vậy thì em nghĩ theo thứ tự luôn là mình sẽ mở món quà thứ hai đúng không? Chắc chắn rồi. Vậy anh, thì anh, hồi nãy anh hỏi em. Anh muốn thử thách nữa. Vậy thì em được ra hiệu lệnh nha. Bây giờ mình sẽ nói theo 3 tiếng đếm nhưng mà 3 cái nốt khác nhau được không? 3 nốt khác nhau, đơn giản. Đúng rồi. Rất dễ. Nè thử nè. Dạ. 3 2. Không, không. 3 2 là nốt bằng nhau. 3 2. Ví dụ như 3 2 1. Đúng. Mở. Ok. Mọi người thân mến, hộp số 2 đã mở ra thì ở đây thì chúng ta có tới 700 món quà nha mọi người. 700 cái voucher, mỗi voucher trị giá 50.000 đồng của Rap Transport. Wow, wow, wow. Quá dữ luôn. Em thấy là nếu như mà mình nhận được món quà của bên Rap Transport này rất là nhiều bạn thích. Anh biết tại sao? Tại sao? Tại vì Heineken với tiêu chí là đã uống bia thì không được lái xe. Nha. Nên khi mà mình nhận được cái voucher này nè, mình vừa tiệc tùng vừa ăn chơi xong rồi được xe đưa về tận nhà. Thoải mái. Trời ơi, thoải mái, có một đêm trọn vẹn luôn. Chính xác. Khi mà anh tham gia chương trình này thì anh cảm thấy vô cùng hợp lý thôi, tại vì mình phải có cái trách nhiệm với cuộc sống của mình trước đã. Sau đó thì những cái cuộc vui này nó mới trở nên ý nghĩa hơn, chứ không ai mong muốn những cái chuyện nó không vui xảy ra, đúng không? Dạ. Cho nên là mọi người thân mến, khi mà tham gia chương trình này cũng như vậy, chúng tôi sẽ thông báo những cái tấm thiệp hợp lệ nè, hoặc là những cái điều ước hợp lệ là phải từ 18 tuổi trở lên. Dạ. Cho nên là các bạn hãy lưu ý cái điều này và tham gia cùng với chúng tôi thật là vui vẻ thoải mái nhá. Ok. Và bây giờ mình sẽ hô 3 2 1 thì cái cơn mưa này nó sẽ rơi. Lại rơi. Lại rơi. Dạ, vậy thì lại là ngưng đây ạ. Vâng. Mình xin được hô khẩu hiệu ạ. 3 2 1 rơi. Để xem cái mã này là gì ta. Để anh lên đây anh coi. Em không thấy rõ được luôn á anh. Ok. Đây. Hai đứa quà mình cùng đọc tặng đi. HNK 2021. 2021 đúng rồi anh. Rồi, quà tặng HNK 2021. Rồi, về. Cả nhà ơi hãy nhanh trí nhớ liền nha. Nhớ xong rồi hoặc là mình chụp lại cũng được, rất là đơn giản. Ừ. Bí kíp thì bây giờ bên Sùi xin được nhắc lại rất đơn giản thôi. Các bạn nhớ cái mã quà tặng HNK2021. Các bạn dùng điện thoại smartphone của mình, sau đó các bạn mở cái chế độ camera lên. Các bạn quét vào cái mã QR code ở trên màn hình livestream mà chúng tôi đang mở lên. Sau đó thì nó sẽ hiện ra một cái đường link. Các bạn chỉ cần điền hết tất cả những cái thông tin trong số đó thì nó có cái mã là quà tặng HNK2021. Thì khi đó thì các bạn nhận được một cái email phản hồi các bạn đã nhận quà thành công, thì chắc chắn là món quà đó sẽ thuộc về các bạn. Ok. Rồi, và chúng ta có tới 700 cái voucher nha mọi người. Cho nên các bạn cứ đổi quà thoải mái, hoặc là ở dưới đường link, hoặc là ở dưới comment phía dưới chúng tôi cũng có ghim cái đường link hướng dẫn để cho các bạn có thể là thoải mái đó, vừa xem livestream. Mặc dù mọi thứ nó nhanh, nó diễn ra quá nhanh, nhưng mà chúng tôi sẽ có nhân viên sẽ ghim những cái sự hướng dẫn để giúp cho tất cả các bạn. Những ai coi livestream là có quà. Tuyệt vời. Anh cũng lên. Em cũng lên. Ủa? Em cũng lên luôn hả? Em cũng lên. Ok. Rồi bây giờ để lên xem. Hiện nay mọi người thân mến, thật sự nha Ngân nha. Dạ. Đợt này em tham gia cái lượt view đang rất khủng nha. Ổn không anh? Đang rất khủng khiếp nha. Dạ. Dạ, tại trong đó phân nửa là fan của em rồi, em có kêu gọi mọi người. Tuyệt vời luôn. Dạ, phân nửa là cũng là người nhà của Heineken nha. Dạ. Và người nhà của Minh Sù nữa nha. Rồi, nếu như mà cái con số này nó càng tăng nữa, Minh Sù nghĩ rằng cái niềm vui của chúng ta càng tuyệt vời hơn. Dạ. Trong buổi tối ngày hôm nay, những cái khoảng thời gian cuối năm này, Minh Sù thấy là có rất là nhiều bạn dự đoán rồi. Dạ, nghệ sĩ
bí ẩn tuần sau là ai nè 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 nè. Ủa nhưng... sao hay vậy? Mình mới có một cái hint thôi mà. Không không không, anh không có xác định đâu là đáp án chính xác. À. Dạ. Đáp án chính xác sẽ được thông báo vào tuần sau. Dạ. Yeah, ok, các bạn cứ tương tác thoải mái nha. Chúng ta sẽ còn một phút nữa để các bạn nhận cái mã dự thưởng này. Ok. Mình còn rất là nhiều thời gian luôn anh hả? Mình có một phút thôi. Vậy thì cho em hỏi là bình thường Tết tới nè, anh là chắc được 2 nhận quà rồi. Dạ. Thì thôi anh đã tặng gì cho mọi người rồi, chuẩn bị sắp tới là mình tặng gì? Tại vì em thấy anh công việc cũng hơi bận rộn đúng không? Đúng, chính xác. Trước khi trả lời câu hỏi của Thúy Ngân thì mình xin được chia sẻ với mọi người là chúng ta chỉ còn khoảng 20 giây nữa thôi để chúng ta nhận cái mã này nha. Và khi mà cái mã này nó rơi xuống xong, cái hộp quà đóng lại rồi thì các bạn vẫn tiếp tục có thể đổi quà được cho mọi người nha. 10, 12 giây nè. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi, các bạn cứ tiếp tục đổi quà nha. Và bây giờ, mình xù quay qua Thiên Ngân. Dạ. Thật sự ra thì anh bận rộn thì cũng có. Anh là một cái người bạn thích bận rộn. Anh không thích rảnh rỗi. Dạ, thời gian nghỉ ngơi của anh thì anh cũng đã quá sẽ... nhiều rồi anh. Thời gian nghỉ ngơi của tụi mình đã quá nhiều rồi. Không, chính xác nha. Nhưng mà nếu như mà không trải qua những thời gian khó khăn trước đó thì anh cũng không có dành thời gian nhiều để nghỉ ngơi đâu. Dạ. Anh thích vận động hơn. Anh thích làm này, anh thích làm kia, cho nên thời gian rảnh rỗi thì anh cũng hay nghĩ ra những cái món quà để tặng cho những người bạn bè hoặc là ai đó, hoặc là những người thân yêu. Dạ, em cũng chưa nhận được quà từ anh Minh Sù á. Sau đêm nay hai ta sẽ về để nhận quà. Okay. Ok. Dạ, thì Minh Dù nghĩ rằng là năm nay là một cái năm khá là lạ. Anh nghĩ là từ lạ, tại vì nó trải qua nhiều cảm xúc quá. Và mình cũng, mình là những người truyền năng lượng, tiếp năng lượng, tiếp lửa cho tất cả quý vị khán giả. Cho nên là Minh Dù hy vọng rằng với chương trình này, Heineken cũng sẽ là một người bạn như thế, để có thể là vực dậy tinh thần của mọi người, để tiếp thêm năng lượng để chúng ta bước vào một cuộc đua mới 2022, một cái hành trình mà những cái ước mơ chắc chắn sẽ được thực hiện. Dạ. Anh tin là như vậy. Dạ. Thật ra là Heineken cũng đang là tiếp ước mơ của em á. Ước mơ của em được lan tỏa yêu thương và niềm vui đến cho mọi người. Hay quá. Cũng như những bạn fan, gia đình của mình chưa có được quà thì Heineken đã giúp em làm được chuyện đó. Yeah. Cho nên là các bạn khán giả, các bạn fans của Thúy Ngân, ngày hôm nay các bạn xem livestream thì các bạn chia sẻ thật là nhiều nhá, để chúng ta lan rộng rãi hơn những cái thông tin này dành cho tất cả các bạn khán giả khác nữa. Dạ. Và hiện nay thì chúng ta mở cái hộp quà số 2 rồi. Dạ. Các bạn đang theo dõi livestream trên fanpage của Heineken Việt Nam đã nhận quà rồi. Nhưng mà chúng tôi vẫn không quên rải cơn mưa voucher dành cho tất cả các bạn khán giả trên Shopee. Ok. Em. Dạ. Bây giờ là cơn bão này là có tới 300 nha. 300 cái voucher, mỗi voucher trị giá 50.000 đồng trên Shopee. Dạ. Cho nên hai anh em mình phải hòa thanh. Hòa thanh. Dạ. Ok, hòa thanh nha. Anh tông nào để em bắt tông với anh? Anh tông cao nha. Ok. Ok, xin được nhắc lại là 150 voucher, mỗi voucher chỉ giá 100.000 đồng mọi người nhé. Ok, rồi chuẩn bị nè. Anh tâm cao nha. Dạ, chuẩn bị nhé. Chuẩn bị. 3 2 1 bắt đầu. Yeah. Ồ, tính ra hai anh em hợp nha. Mà bông sao em thấy cái tông của anh sao nó mút ở trên mà em lại nếu mà lẫn gì nè. Nếu mà tính ra như vậy thì là em tuyệt vời. Em là có một cái cảm nhận chính xác. Không, em rất là hiểu mình. Ok, mọi người thân mến, vui như vậy thôi để chúng ta có thể là vừa xem livestream vui vẻ, vừa tặng quà cho tất cả quý vị khán giả, vừa chia sẻ câu chuyện kỷ niệm của mình. Anh nghĩ là những cái điều ước á, đôi khi từ bé mình mới được hỏi ước mơ của con là gì, hoặc là lớn lớn lên xíu á, khi học đại học xong á, thì ước mơ của bạn được làm công việc gì. Vậy thì bây giờ ngồi ở đây, thì ước mơ em muốn thực hiện cho, không phải gia đình nha, cho người mà em thương quý nhất, một mối quan hệ nào đó trong đồng nghiệp của em cũng được, hoặc là như nào đó cũng được, thì em sẽ ước nguyện điều gì? Thật ra em có một cái ước mơ nhưng mà đến giờ em chưa thực hiện được. Và em cũng rất là tâm niệm trong lòng của mình. Đó chính là vừa rồi thì em có ước là em xây được một cái trường học cho mấy em bé ở trên vùng cao, thì em đã có thực hiện được một chút xíu rồi.
Thì sắp tới thì em cũng hy vọng là mình có hoàn thành cái tâm nguyện, cái ước nguyện đó của mình ở những nơi khác nữa. Cái chỗ đó em bước là đã làm được rồi thì em muốn làm được những chỗ khác. Quá ý nghĩa, cảm ơn Thúy Ngân đã làm cho những cái hoàn cảnh tuyệt vời hơn ở trong cuộc sống này. Và thôi bây giờ anh sẽ thử thách em. Dạ, cái đó là mình thử thách mình đúng không? Ôi sao, sao liền vậy anh? Liền chứ em, liền chứ. Nói chung đến đây là ba ba ba. Không sao, em sẵn sàng chấp nhận hết mọi thử thách. Trời ơi, nữ hoàng thử thách mà lo gì, đúng không ạ? Ok, bây giờ cái mini game rất là dễ thôi dành cho em. Mà các bạn khán giả thân mến, chính các bạn cũng có thể hỗ trợ giúp Thúy Ngân luôn. Minh Xù chấp các bạn luôn. Trời ơi, vậy ơi mọi người ơi, nhớ nhắc bài cho Ngân nha. Nhiều khi Ngân không nhớ hết đâu. Mình nói mình khè anh Minh Xù vậy thôi. Ủa Ngân ơi, dạ? Biết anh đố em gì chưa? À, dạ chưa, nhưng mà ý là em nói vậy thôi. Ủa dạ, sao sợ vậy? Cũng phải hồi hộp chứ bộ. Ủa, dễ lắm Ngân ơi. Bây giờ như này là trong những ngày Tết rồi, không? Những ngày cuối năm rồi thì mình sẽ nghĩ tới những cái món quà. Vậy thì bây giờ anh sẽ thử thách em là trong vòng 1 phút em phải kể ra được cho anh 22 món quà. 22 món quà? Được không? Cái gì cũng được hết đúng không anh? Ủa, ừ cái gì cũng được. Hoặc là em có thể là cầm điện thoại lên, các bạn comment gì đọc cái đó. Thôi nói vậy thôi chứ mình hơi gian lận thì cũng kỳ. Gì đâu, yên tâm để em. Ok, được chưa? Một phút là bắt đầu nha, chuẩn bị nha. Rồi, ok, và bây giờ thời gian dạ hiện lên màn hình giúp em ạ. Chuẩn bị 60 giây đếm ngược cho Thúy Ngân với mini game ngẫu hứng lý qua cầu. Bắt đầu. Dạ, em sẽ tặng là quần áo nè, giày dép nè, dẫn đi làm đẹp nè, bánh chưng, bánh giò, bia nè. Đồ ăn, bánh chưng, bánh giò nè. Dạ, mình đồ ăn nước uống mà. Ok. Thịt kho hột vịt nè, mứt nè, bánh kẹo nè. Ủa sao nãy giờ đồ ăn không vậy? Đồ ăn không luôn á, tâm hồn uống á. Vật chất đi, cái gì đi. Vật chất hả? Vật chất. Xe đạp. Xe máy. Sao? Không không, mùa này đừng đi xe đạp nữa. Ủa? Mình đi xe Honda nè, xe. Xe gì? Thôi tặng một chuyến đi du lịch nè. Được luôn. Rồi, được. Còn 30 giây cố lên. Rồi bông tai dây bông chuyền nè. Anh ơi, rồi để em suy nghĩ anh từ từ. Ráng lên, ráng lên. Một mực nhìn anh, nhìn anh. Nhìn anh không có gì để tặng hết. Ủa? Nè, được chưa? Cái này có chưa? Dạ rồi, tặng rồi. 15 giây. Cái tivi kìa. Ờ đúng rồi, tivi, tủ lạnh, máy lạnh. Tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt. Máy giặt, microwave. Phải rồi. 5. Em 4, à. 3. Em à. Hết giờ. Hên quá. Hên đâu hết giờ. Anh? Hết giờ luôn. Trời ơi, tự nhiên cái em à, tặng em à. Okay, anh không ai lấy thì tức ghê luôn á. Rồi, hôm nay thật sự ra phải nói là thử thách quá dễ với Thúy Ngân. Dạ. Liệt kê như vậy là ngon lành. Dạ. Dạ, đầy đủ không? Đúng không quý vị khán giả? Đầy đủ ạ. Vâng, quà của em ở bên này ạ. Em tưởng món quà. Món em quà. Em nghe đồn là món quà bự lắm đúng không? Món quà rất bự. Em hãy nhìn đây. Nhìn. Cầm. Chặn hơn phía trước. Nè. Rất bự. 1, 2, 3. Wow. Em thấy nó bự chưa? Cái đó là nó không phải bự, nó lớn. Nó lớn. Nó dạ, lớn. Ok, dạ. Cheers. Cảm ơn em. Chúc mừng em đã hoàn thành xong thử thách của anh. Nha. Cái này mới là cái bầu không khí những ngày cuối năm tuyệt vời nhất đây nè. Dạ. Cho nên là cái món quà nó không quan trọng nữa. Không, món quà của mình là lan tỏa tình yêu đến mọi người thôi. Tuyệt vời. Và hai đứa mình vui. Cheers. Chúc mừng Thúy Ngân đã hoàn thành xong thử thách của Minh Xù ngày hôm nay. Ok. Và chúng tôi đang cầm trên tay những lon bia rất là mát lạnh của Heineken. Đây là cái loại silver. Rất là đẹp luôn, hình ngôi sao. Cái này làm quà tặng cũng rất là xịn luôn nè. Dạ. Dạ. Minh Xù nghĩ rằng là cái chuyện đẹp mắt nè, rồi phù hợp với tất cả những cái không gian thì Heineken đã lo lắng cho tất cả mọi người rồi. Các bạn chỉ cần truy cập vào website của Heineken hoặc là fanpage của Heineken Việt Nam, các bạn có thể là xem được nhiều những cái thông tin nữa nha. Các bạn cứ tiếp tục tương tác cùng với chúng tôi. Hiện nay thì hoạt động Magic Hour và vẫn đang còn hoạt động nha mọi người. Mọi người cứ tham gia thoải mái. Giống như Xuyên Ngân có chia sẻ là chúng ta cũng không nên viết một tấm thiệp, chúng ta nên viết nhiều tấm thiệp. Thật ra là mình phải viết nhiều tấm thiệp, tại vì em thấy Heineken nó không những là lan tỏa tình yêu đến cho mọi người bằng cái vật chất mà còn là tinh thần nữa. Mọi người biết là rất là khó để mình có thể trúng thưởng, thì khi mà mình ngồi mình viết từng cái tấm thiệp như vậy á, thể hiện được là mình rất là thương cái người mình muốn tặng. Mình nghĩ tới họ. Mình nghĩ đến họ và mình quan tâm đến họ, mình có thể viết rất là nhiều tấm thiệp. Thì may mắn trong đó có những tấm thiệp mình được trúng, thì cái người trúng lại là cái người rất là thương gia đình của mình, thương bạn bè của mình. Chính xác. Mà cái người gửi á, khi mà người nhận trúng được thì cái người gửi cũng trúng được luôn. Dạ. Trời ơi, xịn sò chưa? Cho nên là Minh Xù nghĩ rằng là ngày hôm nay á, niềm vui sẽ được nhân đôi. Nếu như mà mình may mắn trúng thưởng. Các bạn thân mến, hiện nay thì hai hộp quà đã được mở ra rồi. Và những cái voucher của chúng tôi hiện nay thì vẫn còn tiếp diễn được đổi nha các bạn nha. Các bạn cứ thoải mái nhắc lại cho mọi người nha. Ở trong cái hộp đầu tiên, mã là gì? Mã là HNK Minh Xù.
thiếu 30. Chính xác. Cái hộp thứ hai là gì? Quà tặng HNK đúng không anh? Đúng. 2021. 21, chính xác luôn. Trời ơi, hôm nay Ngân giỏi như trời. Đỉnh. Dạ, mọi người cứ tiếp tục đổi mã nha. Cứ mỗi hộp quà mỗi mã như thế sẽ có một món quà hoàn toàn khác nhau. Chúc các bạn sẽ có nhiều niềm vui tại nhà khi mà chúng ta xem livestream. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái gì? Đến với. Tự nhiên cái đến với đưa cái chiếc nhẫn kim cương ra. Dạ, quá. Dạ, đến với quá. Hộp quà thứ ba đúng không anh? Dạ, hộp quà số 3 nha. Xin mời. Dạ, đây. Ba hộp quà, bốn hộp quà. Có hai hộp được mở rồi. Hộp quà số 3 là gì? Em nghĩ hộp quà số 3 chắc chắn là giá trị hơn. Giá trị. Giá trị bự và khủng hơn hai dự hộp quà. Dự đoán thử. Em nghĩ là em nghĩ là một thùng Heineken kèm với một chuyến du lịch quốc tế. Trời ơi xịn. Không, cái đó anh nên để vô cái thực hiện ước nguyện cùng Heineken nha. Nha, điều ước cùng Heineken nha. Dạ. Rồi, và bây giờ món quà số 3. Mở. Dạ. Trong này có gì đây? Trong hộp quà này sẽ có 210 cái voucher của GrabMart. Mỗi cái voucher trị giá 200.000 đồng. Kêu gọi người nhà vô sẵn. Kêu gọi người nhà cho sao? Anh yên tâm, em có nguyên ekip hậu thuẫn phía sau là em gọi hết rồi. Hãy like và share livestream này cũng như là comment ở dưới để mình có thật nhiều quà nha mọi người. Rất là đơn giản, các bước mời anh Minh xuống. Ê, hình như là cái món thể thao mà em chơi là đánh bia đúng không? Đúng rồi, bóng truyền, bóng truyền. Bóng truyền hả? Ok, truyền nè. À, dạ, các bước rất đơn giản, mọi người hãy lắng nghe anh Minh Sù chia sẻ. Tuyệt vời, cảm ơn Thúy Ngân rất là nhiều vì đã quăng banh cho Minh Sù ngày hôm nay. Dạ, tôi chụp nó và ném lại cho chính tất cả các bạn khán giả đang theo dõi livestream. Bí kíp săn quà vô cùng tuyệt vời, đơn giản như sau. Các bạn chỉ cần nhớ cái mã khi mà những cái mã nó rơi xuống, các bạn chỉ cần nhớ cái mã này lại. Sau đó các bạn chỉ cần dùng điện thoại smartphone của mình, mở chế độ camera lên, quét mã QR code, hiện ra cái link, cái là mình điền đầy đủ tất cả mọi thông tin đó và kèm theo cái mã dự thưởng của mỗi hộp quà. Thế là chúng ta nhận được cái email phản hồi confirm, các bạn đã là người chiến thắng của món quà này. Thế là xong. Tuyệt vời không? Tuyệt vời, em muốn làm liền à. nãy giờ chưa có được quà nào hết, em comment 2-3 lần rồi thì chắc chắn em nên thử nha. Bây giờ anh khuyên em nên thử coi. Dạ. Coi mình có phải là người may mắn ngày hôm nay không. Ok, đồng ý. Và bây giờ trong quá trình trước khi làm thì mình phải hô, mình lấy cái mã đã. Dạ, quên. Rồi. Em quên. La la la. Bây giờ tông như thế nào hả? Tông đơn nha. Tông đơn thì là nghề của em rồi. Ok. Dạ vâng. Vô. 3, 2, 1, bắt đầu. Yeah. Mã ơi, bao trời rơi đi nào. Anh nhìn thấy không anh? Thúy Ngân. Thúy Ngân rồi gì vậy? HNK. HNK 12. Ồ, 12 là 12 là sao? Cuối. Không có em, không có. 12. 12 anh à, 12 tháng. 12 con giáp. Em con nào? Em con mùi. Em con thỏ. Ngồi xuống. Okay. Không, em. Ủa? Con gái. Sao? Ừ, đúng rồi, em con gái đúng. Mã của chúng ta là Thúy Ngân HNK12. Dạ, các bạn lưu ý nha. Thúy Ngân HNK12, đây là cái mã để trúng một trong 210 cái voucher của GrabMart, mỗi giải trị giá 200.000 đồng nha mọi người nha. Ok, sang thôi, nhanh lên. Bây giờ mình nhận quà thì dễ lắm. Các bạn chỉ cần làm theo các bước như nãy Minh Sù chia sẻ là được nha. Ví dụ mà mình ở nhà mình có bao nhiêu người, xong mình tụ lại hết, mình coi livestream, đúng không? Đó, dạ. Xong mình chia ra, mỗi người mã, mỗi người máy điện thoại mà. Bây giờ ai mà chả có điện thoại smartphone. Em có tới 3 cái điện thoại á. Đó, thì một mình em là 3 cái đâu. Dạ. Anh cũng có 2 cái. Đó thì mình cứ làm. Dạ. Tranh thủ đi mọi người. Càng nhiều quà được trao thì chúng tôi càng có nhiều niềm vui ở trong cuộc sống này. Và đặc biệt là Heineken có một cái thông điệp như thế ngay từ những ngày đầu tiên rồi, khi mà chương trình này lên sóng. Thì cho nên là chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều những cái trái tim, dạ, được hướng về nhau. Đặc biệt hơn hết là nhiều những món quà được gửi từ Heineken luôn. Ok, chúng ta chỉ còn lại bao nhiêu giây à? Dạ, 1 phút 30 giây, cố lên nào, nhanh lên nào. Ok, Ngân. Dạ. Nãy giờ trao quà rất nhiều, chia sẻ rất nhiều thông tin. Nhưng mà anh nghĩ là cũng chưa có lắng nghe được cái món quà nào mà là món quà em thích nhất. Để biết đâu có một ai đó tặng quà cho em. Thích nhất hả? Thích nhất là em được tặng đó đúng không? Đúng rồi. Em có một món quà em thích nhất mà em nghĩ là chắc hơn người khác không tặng em được đâu, và chỉ là bản thân em thôi. Là em muốn được đi du lịch cùng với ba mẹ em. Đâu, cái này dễ mà. Nhưng cái mà này... anh biết không, là vì ba em đang bệnh.
với lại công việc em cuối năm cũng hơi nhiều nên chưa có sắp xếp với nhau được để đi với nhau á. Dạ. Nên cái đó em cũng đang rất là cân nhắc. Ok. Biết đâu tuần sau em tham gia, em điền điều ước của em vô thì Heineken sẽ thực hiện với em sao? Hình như Minh Xù nhớ không lầm là có rất là nhiều những cái lời ước nguyện của các bạn là cũng mong muốn là tạo ra những cái chuyến đi du lịch cho gia đình, cho bố mẹ. Dạ. Thì cho nên là nó giới hạn ở trong 100 triệu. Đó thì người gửi và cả người nhận là 200 triệu cho chuyến đi du lịch đó thì anh nghĩ là cũng khá khá. Dạ. Để chúng ta có thể là tìm hiểu xem những cái nơi nào mà phù hợp nhất để chúng ta đi ha. Dạ. Chương trình sẽ còn lại 13 giây cho hộp quà số 3 này, mọi người nhanh tay nhá. Dạ, chúng tôi chỉ đếm con số này thôi chứ thực sự ra khi hộp quà này kết thúc thì các bạn vẫn có thể là đổi cái mã dự thưởng này được. 2 1 hết giờ. Dạ, nhắc lại một lần nữa, mã dự thưởng của chiếc hộp số 3 là Thúy Ngân HNK12 mọi người nha. Dạ, cố lên. Quay trở lại với cái món quà của Thúy Ngân thì anh nghĩ là anh cầu mong cho bác trai sẽ mau khỏe để có thể là em, chính em. Dạ. Trước tiên là chính em trước đi, sẽ tạo ra những cái khoảnh khắc đó cho gia đình nhà mình đi du lịch thật là vui vẻ và hạnh phúc. Còn tham gia tuần sau đi, biết đâu Heineken gọi tên Lê Huỳnh Thúy Ngân. Người gửi. Anh Minh Xù, em cũng chúc anh đó là năm nay sẽ có thêm nhiều công việc, xô chậu cuối năm sẽ là rất là tấp nập nha. Lộc lá nha. Dạ đúng rồi, và sức khỏe cũng luôn luôn dồi dào cũng như anh và gia đình của mình. Cảm ơn em. Dạ và quay trở lại với đường đua săn voucher ngày hôm nay thì tại livestream này hộp quà số 3 cũng đã được lan tỏa rồi. Thì các bạn khán giả trên Shopee cũng sẽ nhận được cơn mưa voucher ngay bây giờ. Dạ. Thực sự ra thì cứ mỗi cái cơn mưa voucher sẽ có cái giá trị hoàn toàn khác nhau. Dạ. Và cơn mưa voucher này sẽ là gì ạ? 90 cái voucher của Shopee, mỗi cái voucher này trị giá 200.000 đồng. Dạ. Nhiều quá chứ. Em thấy tính ra mỗi lần mình mở hộp quà ra là cộng qua hai bên là cũng được 100 mấy, đúng không anh? 100 mấy phần quà chứ. Em sao vậy? 200 mấy hả anh? Không có, 2022 món quà đó, em cộng lại hết đi. Nè, lúc đầu là 350 cái voucher là hộp quà thứ nhất. Dạ, hộp quà rồi. Thứ hai là 700 là cộng lại nhiêu? Là 1050, đúng không? 1050 rồi. Nhiều lắm luôn. Xong á. Rồi cái hộp quà thứ ba của bên livestream mình là 210 nữa là cộng lại bao nhiêu? 210 rồi, xong rồi ở bên Shopee nữa. Shopee nữa đó, nhiều lắm em mùi. Cho cưng bảo voucher kìa hôm nay nha. Chắc có thể là Minh Xù nghĩ rằng là các bạn khán giả thân thương của chương trình này cũng đã săn được rất là nhiều quà của livestream của chúng tôi rồi. Và cảm ơn các bạn hãy tiếp tục đồng hành cùng với chương trình nha. Chúng ta vẫn còn một hành trình khá là dài nữa. Khởi đầu năm sau 2022 sẽ có tiếp tục 4 cái livestream nữa để khép lại cái chuỗi hành trình của chúng tôi cùng với Heineken nha. Rồi, bây giờ quay trở lại. Anh ơi, ơi. Anh có thể bật mí cho em cái hint khách mời tuần sau nữa không? Hint thứ hai đi, em hứa sẽ không nói cho ai nghe đâu. Hứa không? Hứa. Anh nói riêng cho em biết thôi nha. Đúng vậy. Hint thứ hai ngày hôm nay để dự đoán xem là cái ngôi sao bí ẩn là ai. Nói riêng Thúy Ngân rồi đó. Nghiêm trọng với anh. Nó nghiêng. Hint thứ hai là anh không có nói cho ai nghe đâu, anh hiện lên màn hình đó. Lên ạ. Thì có ác ghê á. Dạ, gợi ý số 2. Đây là siêu mẫu chinh chiến nhiều cuộc thi quốc tế. Ủa? Sao em thấy cũng đâu có khác gì cái gợi ý đầu tiên đâu. Bậy. Em nhìn đi. Cái từ chinh chiến là nó phải như thế này. Cái đó là chiến đấu, đánh đấm. Nhưng mà ý là phải là một người rất là cá tính. Chứ bây giờ Hoa hậu Hương Giang đi thi là đâu, Hương Giang là cũng phải chinh chiến với tất cả những bạn nước khác mà. Chinh chiến ở đây là cuộc thi nào thì cũng phải lên một cái sàn đấu cả. Nhưng mà cái đây chinh chiến là phải cá tính hơn. Anh nghĩ vậy thôi chứ còn không biết chính xác. Siêu mẫu thì em siêu nghĩ mẫu. Nè, có Minh Tú nè, Hoàng chị Yến. Võ Hoàng Yến nè, có chị Thanh Hằng. Chị Thanh Hằng luôn, đúng. Nhiều lắm. Nhiều. Nhưng mà hiện nay nha, anh nói thiệt á, cuộc thi sắc đẹp rất là đông. Dạ, siêu mẫu xuất hiện rất là đông và những người đẹp như em luôn. Em cũng là hoa hậu ấy bộ. Trời ơi. Em á hậu thôi. Nhưng mà ý là cuộc thi hoa hậu, đúng không? Mình á hậu nó cũng là một cuộc thi về nhan sắc rồi. Dạ. Trời ơi. Hôm nay tôi hãnh diện quá, tôi ngồi kế á hậu. Hồi xưa thôi anh ơi, lúc đó 18-19 tuổi. Anh có coi lại cái clip đó của em. Đừng dễ thương gì đâu luôn á, đúng chất của em luôn. Đừng nhắc lại clip đó. Dạ, mình
tạm quên. Dạ, Á Hậu Thúy Ngân, mình quay trở lại để dự đoán xem ngôi sao của chúng ta xuất hiện tuần sau là ai mọi người nha. Đây, gợi ý thứ hai là siêu mẫu chinh chiến nhiều cuộc thi quốc tế. Cách thức vô cùng đơn giản, các bạn chỉ cần comment ở phía dưới của chúng tôi cái đường link này, tên của nghệ sĩ xuất hiện tuần sau kèm theo hashtag 2022 món quà và một con số may mắn ngẫu nhiên có 4 chữ số bất kỳ cho mọi người nha, từ 0 cho tới 9999. Ok. Rồi. Bây giờ nè, giống như hồi nãy anh nói với Ngân á, là cuối năm nay á, Heineken sẽ gọi tạm gọi á, là cơn bão luôn á, cơn bão quà tặng dành cho mọi người luôn á, và những cái món quà tặng nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên là anh nghĩ là cái một món quà rất đặc biệt dành cho rất đông các bạn khán giả ở bên ngoài nữa, không phải là xem livestream ngày hôm nay, các bạn khán giả thực tế ở ngoài cuộc sống này, các bạn cũng có thể nhận được những món quà rất là khủng của Heineken. Em biết đó là gì không? Thú vị anh. Nhưng mà em có thể mường tượng, em có nghe loáng thoáng, không biết có phải đúng không? Là khi mà chúng ta có thể đi ra ngoài và check in tại những cái siêu hộp quà lớn của Heineken, đúng không? Đúng rồi. Tuyệt vời Vân Ngân, hôm nay giỏi quá đi. Em có điều tra mà. Đừng có giỡn với em. Thôi đi, bạn điều tra về chương trình, tôi điều tra bạn nè. Ngay đâu là ngày mai cũng có đi phải không? Đâu. Ngày mai em có đi một cái chỗ em cũng chụp hình với hộp quà. Đó, mà... đi khung giờ nào để người ta biết, người ta ghé. À, em nghe nói là 31 tháng 12 cũng có. Đó. Ngoài siêu hộp quà của Heineken lúc 17 giờ. Đúng rồi. Là chúng ta có thể vừa... ở quận 7 đúng không? Quận 7 vừa nghe nhạc nữa đúng không anh? Chính xác. Và đặc biệt là các bạn sẽ tham gia những cái game nhỏ nhỏ, những cái mini game nhỏ trong cái khuôn viên của Heineken rất là an toàn như thế. Và các bạn đăng ký ở trên điện thoại của mình, sau đó thì các bạn sẽ vào cổng và các bạn sẽ được tham gia rất nhiều trò chơi, nhận được nhiều quà luôn á các bạn. Quá xịn. Nghe thì thấy vui á, nhưng mà em không có mường tượng được, mình có cách nào cho em mường tượng được là không khí như thế nào không? Bây giờ mường tượng á thì ngày mai em phải đến nha. Còn bây giờ sẽ chia sẻ những cái thông tin cụ thể về những cái điều tuyệt vời này dành cho Thúy Ngân cũng như tất cả quý vị khán giả, đó chính là một đoạn video clip. Đó, tất cả những cái thứ này sẽ nằm trong một đoạn video clip để cho tất cả các bạn khán giả theo dõi và hình dung dễ hơn nha. Xin mời. Đẹp quá à. Đẹp biết sao không? Ở đây thì có một cái hộp quà như thế này thôi, dạ vẫn chưa là gì đâu à. Ở tại vị trí của từng địa điểm hoàn toàn khác nhau như thế, ví dụ như là ở Nha Trang, Đà Nẵng, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều hộp quà mà khủng khiếp hơn nữa. Ánh sáng lấp lánh trang hoàng khắp nơi à. Những người bạn khi mà đến đó thì họ nở với nhau những nụ cười thật là tuyệt vời và tham gia những cái trò chơi thú vị. Và Minh Sườn sẽ được chia sẻ với mọi người nha. Hiện nay thì chúng tôi đã phát động cái siêu hộp quà này của Heineken rồi. Ở các địa điểm Minh Sườn vừa nói trên là từ ngày 24 tháng 12 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2022 sắp tới nha mọi người nha. Các siêu hộp quà của Heineken này chắc chắn sẽ mang lại những điều kỳ diệu dành cho tất cả các bạn tại khu vực thủ đô Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh và Kiên Giang. À, rồi, em biết không? Ở bên đó là có một cái hộp quà màn hình 3D kỳ diệu luôn. Nhưng mà cái hộp quà 3D này sẽ xuất hiện đến hết ngày 9 tháng 1 luôn, 2022. Chúng ta được cũng lâu quá anh hả? Lâu chứ. Cũng gần 2 tuần hả anh hả? Đúng rồi. Cho nên là các bạn chỉ cần ra ngoài vị trí gần các bạn nhất, ví dụ như là những cái nơi mà Minh Sù vừa chia sẻ nhá, thì các bạn sẽ chụp hình lại hoặc là tham gia trò chơi, ghi lại những cái khoảnh khắc cuối năm của mình dành cho Facebook cá nhân của mình trở nên rực rỡ hơn, và chúng ta sẽ lan tỏa nhiều món quà hơn cùng với Heineken. Thúy Ngân, anh sẽ bật mí cho em luôn những cái địa điểm này và cái khung giờ để có thể là chào đón tất cả các bạn khán giả nha. Em có đi Nha Trang không? Dạ, mùa Tết này em chưa đi. Chưa đi nhưng đúng mà không? Nếu có dịp em sẽ ghé. Rồi, ở ngoài Nha Trang thì cái khung giờ mở cửa là từ 9 giờ sáng cho tới 21 giờ đêm nha quý vị. Từ ngày 24 tháng 12 2021 cho tới ngày 9 tháng 1 năm 2022 luôn. Ở em có đi Đà Nẵng không? Dạ không. Nhưng mà em có đi Thành phố Hồ Chí Minh. Ok. Rồi, ba địa điểm này nó sẽ giống nhau về khung giờ mọi người nha. Đà Nẵng, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ mở cửa vào 15 giờ chiều cho tới 21 giờ 30 tối, bắt đầu từ ngày 24 tháng 12 năm 2021 cho tới ngày 2 tháng 1 năm 2022. Yeah. Ok. Và địa điểm cuối cùng đó chính là thủ đô Hà Nội. Chúng tôi sẽ mở cửa vào lúc 9 giờ sáng cho tới 21 giờ đêm, từ ngày 27 tháng 12 năm 2021 cho tới ngày 2 tháng 1 năm 2022.
Dạ, rồi tính ra là ở Nha Trang là mình được lâu nhất. Lâu nhất, dạ chính xác. Rồi mọi người hãy tham gia cùng với chúng tôi và tham gia nhiều cái hoạt động này nữa. Mình sự tin chắc rằng là sẽ có rất là nhiều những cái âm thanh thú vị đến từ DJ nè. Rồi những cái trò chơi được hướng dẫn một cách rất là tận tình để trao quà thôi chứ không gì hết trơn. Thật sự Henriken, đến với Henriken không có gì ngoài quà. Kêu gọi các bạn fan đi chơi. Trời ơi anh ơi, em thấy không phải quà đâu mà còn nâng cao tinh thần sức khỏe nè. Đặc biệt là trong mùa dịch này nữa, mình vừa chơi vui, vừa khỏe, vừa có quà mà còn gắn kết với người thân, gia đình nữa. Rồi, mọi người thân mến, thật sự ra thì Minh Xù và Thúy Ngân ngày hôm nay trong những cái khoảnh khắc cuối năm như thế này lan tỏa những cái thông tin thú vị của Henriken á, thì phải nói là nhiều quá. Cho nên là bây giờ rất đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào fanpage chính thức của Henriken Việt Nam. Thì ở trên đây thì luôn luôn có những cái thông tin được chia sẻ như thế. Các bạn chỉ cần đọc thông tin, tham gia trò chơi hoặc có những cái khoảng thời gian, những cái thời điểm đó, các bạn chỉ cần đi đến cái vị trí đó, thế là các bạn sẽ nhận được quà. Yeah. Và bên cạnh đó chúng ta còn có cái giải thưởng là một chiếc loa Harman Kardon nữa dành cho những cái giải thưởng, những cái mini game nhỏ ở trên fanpage của Henriken Việt Nam. Rồi mọi người ơi, cái hoạt động của Magic Hour vẫn đang còn diễn ra. Thúy Ngân, em vẫn có thể tạo thiệp nha. Anh mong là tối nay tạo thiệp xong là tuần sau anh không có tham gia, tuần sau là một bạn MC khác, nhưng anh rất là mong anh sẽ coi livestream, anh rất là mong tên em được công bố lên và chờ đợi Thúy Ngân tặng quà cho Minh Sụ. Anh ơi, em cũng đang chờ đợi anh tặng quà cho em đó. Nhưng mà tuần này em xuất hiện thì có món quà đặc biệt hơn đúng không? Bình thường là 4 món quà đặc biệt thì tuần này mình có cái gì đặc biệt hơn đúng không anh? Đâu ấy, đâu 5 món quà, 6 món quà, 7 món quà không? Không em. Không, cứ mỗi tuần sẽ có 4 cặp được thực hiện điều ước cùng Henriken thôi. Nha. Mình xin thêm đi mà. Anh xin thêm được 4 cái loa cho em rồi. Để cuối cùng mình sẽ quay số may mắn ngẫu nhiên còn đầu gì nữa. Rồi, và bây giờ mọi người thân mến, hãy tiếp tục tham gia vào website của chúng tôi là heineken.2022monquà.com.vn để tạo thiệp. Và tuần sau chúng ta sẽ có cái mã dự thưởng may mắn để quay số ngẫu nhiên nha. Để Heineken có thể giúp cho các bạn thực hiện được ước nguyện của mình. Và ngay bây giờ sẽ là hiện thực điều ước cho 2 cặp cuối cùng. Cứ mỗi tuần sẽ có 4 cặp thôi. Dạ vâng. Rồi, bây giờ xin mời màn hình ạ. Vậy là bây giờ em sẽ được quay số. Đúng. Để chọn ra. Bắt đầu và dừng thôi. Dạ vâng. Đơn giản quá mà. Nào, đứng một cái dáng hoa hồng coi. Đứng dáng hoa hồng. Đúng. Ủa? Để nhanh nè. Lên nè. Chuẩn bị. Quay số đi. Đứng lại. Đạp số. Ủa, quay số. Xin lỗi. Rồi, chuẩn bị. Kia, em đứng 2, vô. Quay số. Quay số, bắt đầu. Đúng rồi, ok. Rồi, hoa hậu dừng đi, dừng đi. Á hậu ơi, dừng. Từ từ anh, để em đang canh số đẹp. Số đẹp cái gì vậy? Dạ, không dừng ạ. Dừng ạ, ok ạ. Rồi. Em nói số cuối có liên quan đến số 9 ạ. Cái gì mà không, 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 không vậy? Ông 9, 9, 16 và xin được chúc mừng cho người gửi là Nguyễn Bé Ngân và tặng cho Ngô Thị Dương. Dễ điều ước của Ngân gửi tới mẹ Dương là một chiếc iPhone 13 để trở thành sự thật vì điện thoại mẹ đã cũ lắm rồi. Trời ơi, dễ thương quá à. Nãy giờ. Thôi, đứng ngồi. Dạ, chúc mừng gia đình nhà mình. Dạ, bây giờ tiếp tục. Tiếp theo sẽ là một cặp đôi cuối cùng ngày hôm nay nhận được cái điều ước thực hiện từ Henriken nha. Rồi, chuẩn bị, vô. Bắt đầu. Dừng chưa? Dạ chưa, từ từ anh. Dừng đi. Dừng. Rồi, 5, 4, 6, 7, 2, 4, 0, 1 và 1. Chúc mừng. Hay quá. Người gửi là chúc mừng cho bạn Trần Thế Dũng tặng cho Nguyễn Thị Hải. Điều ước của anh gửi tới bà xã là một tivi thật to và trở thành sự thật vì những điều tốt đẹp nhất em dành cho anh. Dễ thương quá. Ngồi xuống. Anh ơi, sao nãy giờ em thấy điều ước nào cũng cảm động hết trơn. Thật sự anh rất là thích cái chương trình này là như thế. Cứ mỗi điều ước nó tạo ra một cái cảm xúc hoàn toàn khác nhau á. Có khi là con tặng cho bố nè. Kỷ niệm ngày cưới nè. Kỷ niệm ngày cưới nè. Rồi vợ tặng cho chồng nữa. Chúc mừng cho hai vợ chồng nhà mình nha. Đã nhận được cùng với nhau luôn cái giải thưởng mà cô vợ mong muốn tặng cho người chồng nhà mình. Ok, dễ thương quá. Rồi bây giờ thật sự ra thì mình chưa dừng lại đây. Mình còn quà nữa hả? Mình còn rất là nhiều quà. Nhưng mà Minh Sụ mong muốn là mọi người sẽ bắt đầu ngay từ tối ngày hôm nay. Dạ, tham gia thực hiện tấm thiệp. Dạ, biết đâu được cái điều ước của mình tuần sau sẽ được hiện thực thì sao? Dạ, các bước vô cùng đơn giản. Dạ, tí xíu nữa Minh Sụ bật mí cho mọi người nha. Còn bây giờ thì anh nôn tặng quà cho Ngân quá. Tại vì cái em mà nãy giờ em chưa có món quà nào luôn. Cái món quà thứ tư này chắc chắn thuộc về em.
Anh chắc chắn chưa? Anh chắc chắn sẽ thuộc về em. Anh tặng riêng em thôi. Thật á? Thật. Vậy thì mình mở liền đi ạ. Xin mời món quà thứ tư ạ. 3, 2, 1, mở. Và đó là gì? Tuyệt vời, đó là một gợi ý dành cho Thúy Ngân ngày hôm nay. Đây là Hoa hậu siêu quốc gia châu Á 2018. Ủa? Hả? Ủa? Hả? Alo? Cái này là gọi là hint mà, đúng không ạ? À? Đúng rồi, cái gợi ý đó. Nếu như không có gợi ý này, chúng ta cũng không ghép được ba mảnh ghép lại để dự đoán được chính xác nghệ sĩ tuần sau bí ẩn xuất hiện là ai. Ngân Hoa ơi, Hoa hậu siêu quốc gia, em đoán ra được rồi nha. Đó. Đừng có giỡn. Ok, mọi người thân mến, thông tin cuối cùng đã được chia sẻ rồi. Các bạn hãy tiếp tục tham gia dự đoán ngôi sao bí ẩn xuất hiện vào tuần sau nha. Nhắc lại cú pháp một lần nữa, các bạn chỉ cần comment phía dưới tên nghệ sĩ tham gia tuần sau kèm theo hashtag là 2022 món quà, kèm theo một con số may mắn của mình nữa. Bất kỳ, có 4 chữ số từ 0 cho tới 9999. Yeah, ok. Và chắc chắn 50 bạn khán giả may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên vào tuần sau với đáp án chính xác và hợp lệ nha. Thì chúng ta sẽ nhận được cái giải thưởng tận hưởng cùng Heineken. Và mỗi giải là một thùng bia Heineken 24 lon tùy loại. Yeah, đã. Mê quá. Thật sự anh mê em quá Ngân à. Em cũng mê không chứ anh. Em chủ yếu đến đây là nghe nói Ngân, có rất là nhiều quà. Anh mới nói là anh mê em chứ anh không có nói là gì hết. Sao anh mê em, sao liên quan gì vậy? Ý là hôm nay Ngân xuất hiện tuyệt vời quá. Anh mê em quá. Tuyệt vời quá là đem đến rất là nhiều quà cho mọi người. Đúng rồi. Hôm nay được 4 cặp loa nữa mà. Đúng, chính xác là như vậy. Hôm nay Ngân xuất hiện có thêm 4 cặp loa nữa. Có thêm 4 cái loa nữa. 4 cái loa là 2 cặp. 4 cái loa là 2 cặp thôi nha Ngân nha. Em xin thêm cho mọi người. Không, mà Minh Sùng vẫn đang rất tỉnh táo nha. Vâng, và chúng ta sẽ đến với cái phần quay số ngẫu nhiên. Tại vì thật sự ra thì từ đầu chương trình tới bây giờ các bạn đang rất là trông đợi vào giây phút này. Sau khi trao hết tất cả những cái quà khác rồi và như thường lệ của chương trình tìm được 4 cặp đôi may mắn thực hiện ước nguyện thì ngay giây phút này sẽ là trao quà may mắn 2 chiếc điện thoại iPhone và 4 chiếc loa Hartmann Cardon. Dạ vâng, em rồi. Nghĩ là đây mới là giờ phút mà quan trọng nhất của chương trình. Ok, xin mời hộp quà xuất hiện. Chúng ta sẽ bắt đầu quay số 4 chiếc loa của Hartmann Cardon trước nha. Rồi, món quà đầu tiên. 3, 2, 1, xin mời. Nôn quá không biết tờ này nè. Biết có nhìn người nhà mình không? À có rồi kìa anh. Chúc mừng bạn Nguyễn Như Mây. Mình ước trúng máy giặt để tặng cho bà ngoại. Bà ngoại, dễ thương. Chúc mừng Mây. Trời ơi, tên Mây quá, quá đẹp luôn, quá là bay luôn. Món quà thứ hai, mời em. Dạ vâng. Dạ, xin mời hộp quà quay trở lại ạ. Em xin được quay ạ. 3, 2, 1 ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Dạ, tuyệt vời quá. Và xin được chúc mừng cho... Chúc mừng cho Hằng Hằng. Mong ước trúng được điện thoại iPhone tặng cho ba vì sinh nhật của mẹ sắp tới. Ủa? Chúc khoan. Ba nhiều sức khỏe. Khoan từ từ, muốn tặng cho ba mà sinh nhật mẹ sắp tới. Biết rồi. À, của chồng công vợ. Không phải, có nghĩa rằng là con muốn tặng cho ba mà ba có quà tặng cho mẹ để ba khỏi tốn tiền mua. Trời ơi, dễ thương. Rồi. Tiếp tục. Dạ, mình đến với món quà số 3. Ở trong vòng xoay may mắn này, bây giờ mình đọc 3, 2, 1 theo tiếng Hàn nha. Hả? Tiếng Hana Hàn hả? Set. Đọc ngược lại, 3, 2, 1. Set to Hana. Yeah. Quá giỏi luôn. Và xin được chúc mừng cho... Xin chúc mừng bạn Thanh Ly Nguyễn. Ước trúng điện thoại cảm ứng cho ông ngoại. Dùng một lần. Trước giờ ba chỉ dùng cục gạch, chưa cầm và cảm ứng lần nào. Mong có quà. Trời ơi, dễ thương. Dễ luôn à. Trước giờ xài thôi cục gạch mà. Nói vui như vậy thôi là cái điện thoại này nó không có thông minh đâu mọi người, là chỉ có nhắn tin và nghe gọi thôi đó. Còn bây giờ là mong muốn là có một chiếc điện thoại cho ba. Nhưng mà cái giải thưởng này đó chính là một chiếc loa. Dạ, mình vẫn còn đang quay cái loa. Cái đây là mình đọc được cái ước nguyện của các bạn thôi. Là hai đứa ước nãy giờ của hai bạn là được hai đúng cái loa rồi, đúng rồi, đúng rồi. Và bây giờ sẽ là chiếc loa cuối cùng. Dạ, trong 4 chiếc loa ngày hôm nay khi Thúy Ngân xuất hiện là một món quà đặc biệt dành cho tất cả các bạn. Bây giờ tiếng Thái nha. Tiếng Thái em không biết. Tiếng Thái 1, 2, 3 là nừng, sỏng, sảm. Nừng, sỏng, sảm. Sỏng, sảm. Sảm, sỏng, nừng. Ok. Dạ rồi. Yo. Sỏng. Sảm. Anh đọc sai đúng không? Anh đọc sai đúng. Sảm. Sảm, sỏng, nừng. Đúng rồi.
quá mệt rồi. Quá chóng mặt rồi. Quá chóng mặt rồi. Nhà ngôn ngữ học ở đây. Ok, vô. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Thị Đào. Mình ước tặng chồng chiếc TV Sony, thật ra là để dành tặng anh xem đá bóng. Dễ thương. Đó, giúp chồng có những cái cơ hội giải trí tại nhà thật là vui đúng không ạ? Dạ. Cùng với gia đình nhà mình nữa, sẽ được chúc mừng cho bốn chủ nhân may mắn trong buổi tối ngày hôm nay. Mỗi người nhận được một chiếc loa của Hartmann Cardon nhé. Quý vị thân mến, thực sự ra thì chúng ta muốn dừng lại ở đây một tí xíu để làm gì? Để chúng ta sẽ thông báo cho tất cả mọi người những cái cách thức để tham gia vào những điều kỳ diệu. À, những cái ước nguyện thật là tuyệt vời của các bạn khán giả đã được chia sẻ lên trên website của chúng tôi và thực hiện thành công. Những cái tấm thiệp này chúng tôi nghĩ rằng là có quá là nhiều tình cảm đi. Cho nên là mỗi tuần thì chúng tôi mong muốn là có thêm một cái giải thưởng nữa dành cho tất cả các bạn khán giả đã tạo thiệp thành công. Yeah. Đó chính là cái giải Điều Kỳ Diệu Được Yêu Thích Nhất. Và bởi vì có quá là đông tất cả các bạn tham gia vào chương trình 4 tuần trôi qua thì hiện nay chúng tôi muốn tổng kết con số đó chính là 81.019 những điều ước kỳ diệu cùng Heineken. Quá nhiều dữ vậy, em cứ rất tưởng là chắc là vài triệu thôi anh ơi. 81.000. Em 80... tưởng là vài ngàn thôi. Vài ngàn thôi đúng không? 81.019 điều ước kỳ diệu cùng Heineken. Và được thực hiện trên Marosite và thông qua hoạt động là bình luận hay những ngày may mắn nữa. Cho nên là mình dùng nghĩ là tất cả những cái điều ước này á, để tổng hợp lại một lần thì rất là khó khăn. Cho nên là chúng tôi sẽ thay đổi một cái cách thức một tí xíu về cái giải thưởng này hàng tuần. Đó chính là để đảm bảo công bằng nha Ngân nha. Và đặc biệt hơn đó là tính minh bạch cho tất cả những người chơi luôn. Cho nên là từ đợt 3 cho tới đợt 7 của cái chuỗi livestream này thì người chơi chỉ cần đạt được là lượng share tối thiểu là 20 share. Dạ, để được vào danh sách quay số may mắn mỗi tuần. Số lượng share sẽ được tính ở trên bài đăng trên tường cá nhân của các bạn hoặc là bên dưới cái post thông báo hoạt động trên fanpage của Heineken Việt Nam. Dạ, mỗi tuần sẽ là quay số ngẫu nhiên từ danh sách may mắn này để tìm ra được người có điều ước được bình chọn nhiều và may mắn nhất tuần được lựa chọn từ Heineken. Dạ, mỗi người chơi chiến thắng sẽ nhận được một cặp loa luôn, không phải là một chiếc mà là một cặp. Bởi vì người gửi và người nhận thiệp đều nhận được chiếc loa Hartmann Cardon. Dạ, tuyệt vời. Ok, giống như Minh Sùng chia sẻ với Thúy Ngân đó, bây giờ tuần này mình không tham gia được thì 0 giờ tối ngày hôm nay bắt đầu tham gia giùm anh nha. Thì những cái giải thưởng, những cái thiệp mà thực hiện thành công thì chúng ta sẽ tính từ 0 giờ tối ngày hôm nay trôi qua một tuần. Và đặc biệt tuần vừa rồi các bạn thân mến, điều ước của các bạn đã thực hiện được rồi, thành công rồi, thì chúng tôi sẽ được thông báo vào thứ 7 tuần này, đúng ngày 1 tháng 1 năm 2021 luôn. Ngày 1 tháng 1 2022. Dạ, ở trên fanpage chính thức của Heineken Việt Nam. Dạ, các bạn lưu ý nhớ truy cập vào fanpage của Heineken Việt Nam để biết được xem chủ nhân của cái cặp loa Hartmann Cardon này là ai mọi người nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Ok. Sau 7 tuần thì chương trình sẽ tìm ra được 7 điều ước được bình chọn nhiều nhất và may mắn nhất sẽ tiến hành quay số may mắn một lần nữa Thúy Ngân. Lại có quà. Lại có quà thôi. Dạ. Người nào may mắn nhất thì chúng ta sẽ nhận được thêm món quà và cái điều ước đó sẽ trở thành hiện thực. Dạ. Giải thưởng chính là món quà ghi trong thiệp luôn. Em hiểu không? Có nghĩa là tấm thiệp của em được bình chọn nhiều nhất rồi đúng không? Dạ, mặc dù là hàng tuần chưa quay may mắn ngẫu nhiên trúng nó, nhưng mà 7 cái điều ước may mắn nhất đó sẽ quay số một lần nữa và chọn ra một cái điều ước mà được bình chọn nhiều nhất đó thực hiện cái điều ước đó luôn. Nhưng mà cái giá trị của cái điều ước đó là như thế nào anh? Tối đa 100 triệu đồng. Giống như là cái bốn cặp may mắn. Chính xác, hai người là 200 triệu. Dạ. Tuyệt vời chưa? Ngày càng hấp dẫn hơn đúng không ạ? Và đó chính là những cái thông tin vô cùng thú vị từ cái giải thưởng là Make Wish Come True dành cho tất cả mọi người điều ước kỳ diệu cùng Heineken mỗi tuần nha. Rồi, tham gia thật là nhiều cùng với chúng tôi trên website của heineken.2022monquà.com.vn. Rồi. Bây giờ bây giờ thì sao? Bây giờ thì điện thoại anh. Điện thoại chứ. Cho ai? Điện thoại iPhone 13 Pro 1T. À, em quên. Còn hai cái điện thoại của em với anh. Không có. Không có, điện thoại này của người ta. Thôi anh, bây giờ từ đầu đến chừng đến giờ mình chưa có gì hết thì em có nói ekip rồi. Thật ra em đến đây thì em không có điều gì khác thì ekip có hứa là tặng cho em chiếc điện thoại. Ok, cái đó ekip hứa, còn cái này là của chương trình nha. Ok, ekip nào hứa thì tặng nha, cho Thúy Ngân nha. Còn tôi thì tôi làm tiếp tục nhiệm vụ của chương trình. Tất cả các bạn khán giả ơi,
Bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung vào livestream này giúp Minh Xù nha, để thông báo kết quả quay số ngẫu nhiên một lần nữa dành cho hai chiếc điện thoại iPhone Pro 13 1T. Dạ, mỗi người một giải giúp em. Rồi, xin mời màn hình. Tăng 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 tăng. Ngân. Em hồi hộp quá anh ơi, run quá à. Bây giờ run thì cũng phải đọc. 3, 2, 1. Em sẽ được đọc nha. Theo khẩu lệnh tay của anh. Tay lên thì nốt cao, tay thấp thì nốt thấp. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Xin mời. Chúc mừng cho bạn. Có bạn được kìa. Lưu Văn Tĩnh. Dạ, ước chúng điện thoại iPhone 13 Pro. Tặng bản thân. Bản thân. Trời ơi, hên dữ trời. Hên quá à. Không, cuối năm như thế này là quá hên, quá may mắn luôn. Dạ. Dạ, chúng ta đã trao cho một bạn may mắn rồi với chiếc điện thoại iPhone 13 Pro 1T này. Và tiếp tục bây giờ sẽ là món quà bự cuối cùng may mắn ngày hôm nay dành cho tất cả các bạn khán giả theo dõi livestream nha. Xin mời hộp quà. Ngân, lên em. Em hòa hợp quá ha, anh đọc đi anh ơi. Biết đâu anh đọc ra tên của em thì sao? Hợp lý. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ long trọng nhận lấy giây phút này, có phải tên Lê Huỳnh Thúy Ngân hay không? 3, 2, 1, mở. Đừng nhìn Ngân à, đừng nhìn Ngân à. Khi cái hộp này mở rồi chúng ta hãy nhìn Ngân à. Cầu nguyện đi. Dạ anh mở chưa? Mở rồi, chúc mừng bạn Linh Phương nha. Không mời Thúy Ngân nha, ngồi xuống nha. Dạ. Mình dạ ước trúng điện thoại tặng mẹ vì điện thoại của mẹ cũ rồi. Yeah. Thôi em không được nhận quà nhưng mà các bạn nhận là em vui rồi. Em còn muốn được thêm. Dạ không ạ, em xin tiếp tục chương trình. Thật sự em là xin ngày hôm thêm nay được 2 cái đúng không anh? Không ạ, tuần sau nha. Dạ. Tuần sau. À, quá vui đúng không mọi người? Hôm nay á, thật sự phải nói rằng là anh rất là vui khi Ngân xuất hiện luôn á. Thiệt không anh? Thiệt, cái này nói thiệt, không phải nói giỡn chứ đâu. Chứ bình thường là anh không vui lắm đúng anh không? Anh vui, nhưng mà Ngân có thể anh vui hơn. Dạ, bởi vì là cái tinh thần của Ngân nè, cái năng lượng của Ngân dành cho tất cả mọi người luôn. Và đặc biệt là lan tỏa luôn cho cả anh nữa. Dạ. Cho nên hy vọng rằng hai nay chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội được ngồi dạ cùng vâng với nhau nhiều hơn hả? Rồi mọi người ơi, bây giờ thật sự ra thì chúng ta đã trải qua 4 tập phát sóng rồi. Và chương trình cũng đã 4x4 bao nhiêu ạ? 4x4 16 ạ. 16 cặp thực hiện được ước nguyện trong 4 tuần vừa qua rồi. Và có rất là nhiều các bạn khán giả trúng được điện thoại iPhone 13 nữa. Đặc biệt hơn hết là các bạn tiếp tục tham gia cùng với chúng tôi nhé. Cứ hàng tuần như thế chúng ta sẽ có cái chuỗi livestream này. Và đặc biệt hơn hết là 8 tuần mới kết thúc. Dạ. Ok Thúy Ngân. Dạ. Em có cảm xúc gì ngày hôm nay không? Em thật ra thì em cũng giống như anh, em rất là vui khi hôm nay chúng ta được ngồi đây nói chuyện với nhau rồi. Đặc biệt là được đi phát quà cho mọi người. Chính xác. Mình chỉ là gián tiếp thôi, là người giúp cho mang yêu thương từ Heineken đến cho khán giả thôi. Nhưng mà đó cũng là những cái ước nguyện của Ngân. Em Ngân hy vọng là trong năm mới này chúng ta sẽ nhận được món quà này để bắt đầu một năm mới thật là hào hứng, thật là nhiều lộc, nhiều sức khỏe để đem đến những may mắn cho mọi người. Trong giây phút này đây. Chung vui. Rồi dạ. lên đây. Lên đây đi. Ok. Mọi người thân mến, ngày hôm nay thì phải nói rất cảm ơn Thúy Ngân đã đến với chương trình này, đã trao rất là nhiều quà cho tất cả các bạn khán giả, đặc biệt kết nối những cái sự may mắn lại với nhau. Và Minh Xù hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi nữa ở trong khung giờ quen thuộc của chương trình, đó chính là 19 giờ ngày thứ năm hàng tuần ở trên fanpage chính thức của Heineken Việt Nam nhá. Và tuần sau thì Minh Xù sẽ không gặp các bạn, nhưng mà chắc chắn sẽ có người tiếp các bạn nồng hậu, nồng nhiệt giống như tinh thần của Heineken. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho chương trình này, đặc biệt là trong ngày hôm nay nữa, trong ngày cuối năm. Em có muốn gửi lời chúc gì đến với mọi người trong cái không khí cuối năm này không, chuẩn bị bước sang năm mới rồi? Thúy Ngân và anh Minh Xù xin được chúc cho quý vị khán giả thật thật nhiều sức khỏe để có thể chung vui bên gia đình của mình. Chúc cho quý vị có một năm mới thật trọn vẹn, thật nhiều niềm vui. Và vì những món quà này đến với quý vị sẽ đem cho quý vị thật thật là nhiều những cái may mắn sắp tới. Đúng. Để chúng ta có thể làm được nhiều việc mình thích. Dạ. Kết lại cái năm này, chúng ta vẫn còn ngày mai nữa. Dạ. Hãy nhớ lại hết tất cả những cái điều mà chúng ta chưa làm được ở trong năm qua để có thể là thực hiện được ước nguyện của mình ở trong năm sau. Chúc cho tất cả mọi người, mọi nhà sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn nhất nhá. Anh với em sẽ đồng thanh cái câu này được không? Tại vì ở bên trong á, mọi người, Minh Dù và Thúy Ngân cũng đã nói chung với nhau cái thông điệp này đến từ Heineken rồi trong những ngày cuối năm như thế, cho nó vui vẻ nhá. Rồi bây giờ chuẩn bị, trước khi chia tay chúng tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng là kết năm tương mừng, ăn mừng đúng điệu. Yeah. Xin chào và hẹn gặp lại.
Ủa được không? Anh có cái rap transport là tối nay là hai đứa mình uống không sao đâu. Chính xác là như vậy. Thoải mái nha. Yeah.